Xin chào mừng tất cả anh chị em chúng ta đã đến với buổi livestream vào buổi 22 giờ mỗi tối. Và chúng ta sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện thành công của những anh chị em mà chúng ta đã áp dụng phương pháp NLP cùng với đó là về kinh doanh online và dựa trên nền tảng kinh doanh của Nu Skin và làm thế nào để chúng ta đã có được những cái thành công. Và không chỉ đơn thuần đó là chúng ta về bán lẻ để chúng ta tạo ra những cái dòng lợi nhuận, mà bên cạnh đó thì làm thế nào để chúng ta xây dựng ra được những cái đội nhóm, những cái hệ thống nó vững mạnh trên cái platform của chúng ta đang kinh doanh. Và trong buổi tối hôm nay đó thì một cái vị khách mời đặc biệt của chúng ta đây là bạn Trần Ngọc Phương Mai. Và Trần Ngọc Phương Mai đó thì bắt đầu kinh doanh cách đây là khoảng gần hơn 2 năm trước. Là hơn 2 năm trước thì trước đó thì Phương Mai được một người bạn giới thiệu, thì tí nữa là Phương Mai sẽ chia sẻ cho chúng ta. Nhưng một cái cảm nhận trong quá trình mà mình làm việc với Phương Mai đó, đó là một cô gái rất trẻ thôi nhưng rất là tập trung và chịu khó. Và ngay từ những ngày đầu tiên, những cái tháng đầu tiên làm việc rất nghiêm túc. Và các bạn biết là trong những kinh doanh online này đó, thì tháng đầu tiên đó là Phương Mai đã tạo ra được cái thu nhập đó là hơn 200 triệu đồng một tháng. Và liên tục vào các tháng đều đạt 200, 300, 200, 300. Đó là ngay từ những cái tháng đầu tiên. Và Phương Mai là một người rất tập trung và cam kết để làm và tạo ra cái kết quả. Đó là một cái nó rất là đặc biệt với của Trần Ngọc Phương Mai nhé các bạn. Và buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ lắng nghe cái câu chuyện trực tiếp từ bạn Trần Ngọc Phương Mai. Và bạn sẽ cùng ở đây để chia sẻ chúng ta về cái câu chuyện và bạn đã bắt đầu với Nu Skin ra sao, những cái thách thức mà bạn đã gặp, rồi các bạn đã vượt qua như thế nào. Và bây giờ xin mời Phương Mai, em bắt đầu có thể chia sẻ và trao đổi với mọi người. Chúng ta một tràng pháo tay để chào đón Phương Mai. Ok. Xin chào mọi người ha. Mọi người có đang nghe rõ không ha? Nghe rất rõ. Ok, em mới đổi wifi. Thì nói chung là hôm nay phải nói là thực sự là vinh dự và rất là tự hào và may mắn khi được anh Linh là mời đến đây để chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện thành công của mình cũng như là cái khoảng thời gian mà mình gắn bó với Nu Skin ha. Thì nói chung là ngày hôm nay là buổi chia sẻ thôi nên hy vọng là sẽ mang lại một cái điều gì đó cho mọi người ha. Thì bây giờ nếu như mọi người thực sự là hào hứng thì comment là mình sẵn sàng nghe Mai chia sẻ ha. Thì để Mai có thêm một chút động lực để chia sẻ được không ạ? Anh sẵn sàng. Ok, anh ơi nãy em không có nghe được cái câu hỏi của anh ấy. Bây giờ anh nhắc lại câu hỏi được không? Cho nãy em chỉ nghe vai. Cái câu hỏi thì bây giờ giống như anh đã gửi cho em đấy, thì em chia sẻ theo cái đó ha. À dạ. Cứ tự nhiên. Nhưng em không biết. Ok thì ok bây giờ thì... thứ nhất nha, em chia sẻ về cái câu chuyện của em, tại sao em lại chọn đến với Nu Skin và tại sao em lại chọn DMS1B, và cái câu chuyện của em trước khi mà em làm Nu Skin và trong quá trình em làm, trước khi em làm là em làm gì đây, làm như thế nào, và trong quá trình em làm thì thời gian đầu tiên có những cái trở ngại hay là có những cái khó khăn gì, và lý do vì sao em lại chọn và em đi theo đuổi của con đường này, đúng không? Và làm thế nào để em có được những cái thành công giống như ngày hôm nay. Ok, xin mời em. Ok. Quá trời câu hỏi thế luôn. Thì thật ra thì để mà nói về kể về câu chuyện á, thì có rất là nhiều thứ để nói. Nhưng mà em sẽ tập trung một số cái chia sẻ để mọi người có một cái điều gì đó để áp dụng cho công việc kinh doanh của mình ha. Thì đầu tiên em sẽ giới thiệu sơ lại về bản thân. Tại vì ở đây có thể có những bạn đã biết em rồi, cũng có những bạn là chưa từng biết em. Thì em xin giới thiệu lại một chút. Thì em tên đầy đủ là Trần Ngọc Phương Mai. Thì em làm công việc kinh doanh này từ đến nay á, là thêm 2 tháng nữa là tròn 3 năm. Thì trước đây em làm công việc gì thì nói chung là từ hồi xưa đến giờ mình nói chung là cái mẫu thanh niên nghiêm túc, em nói đúng chuẩn là thanh niên nghiêm túc thì đúng hơn, đó là con ngoan trò giỏi trong Bác Hồ á. Tức là xưa ba mẹ nói gì thì mình làm đấy. Đầu tiên ngày xưa là ba mẹ kêu mình học đúng không, thì mình ra sức mình học thôi, ba mẹ nói gì mình làm đấy và mình sẽ đi theo xu hướng. Thì ba mẹ kêu là học đi, rồi sau này đi học đại học, rồi sau đó đi kiếm một cái công việc làm ổn định, xong là từ từ thăng tiến lên để mà mình có một cái sự nghiệp vững chãi. Như là thế thì em cũng y chang nghe lời bố mẹ thôi, thì mình cũng học thật giỏi, đậu đại học với điểm khá là cao và mình vào đại học mình học. Thì đó, nhưng mà sau khi vào trong cái đi học đại học ở trên Sài Gòn này, tại vì em là sinh viên tỉnh lẻ mà, đó là ở Đắk Lắk,
Thì khi em lên học đại học ở trên Sài Gòn thì có rất là nhiều cái khó khăn. Tại vì thực chất là nhà em phải là gọi là nhà nghèo, tức là không có nhiều điều kiện giống như người khác. Tức là khi mà em lên trên đấy á, ba mẹ chỉ cho em khoảng tầm 1 triệu đến 1 triệu rưỡi một tháng thôi. Thì anh biết là 1 triệu rưỡi để mình chi trả rất là nhiều chi phí về ăn, ở, đi lại rất là nhiều. Thì cái khoảng thời gian sinh viên của em trải qua cực kỳ khổ. Nó cũng khá là khổ. Tức là em đã từng nghĩ đến cái những cái ngày đầu tiên lên Sài Gòn, em biết là ở dưới phòng trọ mà đâu có nấu ăn được đâu, mình chỉ mua được cái nồi cơm điện để lại để nấu ăn, để nấu cơm thôi, còn lại đồ ăn là không được phép nấu trong cái phòng trọ đấy vì nó rất là rẻ tiền và nó làm từ bạc ép ấy, nấu là sẽ bị cháy. Nên ok thì mình chấp nhận là nấu nồi cơm thôi, còn việc còn lại là mình sẽ đi mua đồ ăn, đúng không ạ? Em cái khoảng cách mà em rất là ghi nhớ luôn là mình đi khi mà chưa có nồi cơm thì mình đi mua một cái túi cơm về, thế là một cái túi cơm 5.000 hoặc là 10.000 về ăn với cá hộp đó. Sau rồi có những cái hôm á, thì mình có nồi cơm điện rồi, mình nấu được cơm rồi thì mình lại đi mua một gói canh 5.000, 2.000, 3.000 á, về mình ăn. Và anh em nghĩ đến cái cảm giác là mình cầm một cái túi canh nha, mình đi mình mua là một túi canh nhưng mà ai bỏ cho mình cái bao ni lông đâu, cầm một cái túi canh và trên đường đi về phòng trọ của mình. Và mình nghĩ là ngày xưa mình làm được chứ bây giờ chắc chắn mình không làm được điều đó đâu. Đó là cái khoảng thời gian đấy sinh viên, chắc chắn là nhiều người đã trải qua như em đúng không ạ? Không biết là ở đây có ai đang là sinh viên không ạ? Nếu có ai đang là sinh viên thì comment bên dưới ạ. Đang là thôi mà anh. Ok. Rồi cái sau thời gian sau đấy thì cũng không có tiến triển gì hơn đâu. Thời sinh viên mà đổi một cái phòng trọ khác, em còn ghi nhớ mãi trong đầu luôn là ám ảnh trong cuộc đời luôn, là phòng trọ đấy rất là rẻ tiền. Nó rẻ tiền hơn nữa. Mà anh biết sao không? Kiểu như là vàng ép ở trên cũng là vàng ép luôn. Chuột nó chạy ở trên á. Chuột nó chạy ở trên xong rồi phân chuột tùm lum hết. Và mỗi lần mưa xuống là bắt đầu nghe mùi thối ung cả nhà luôn, chịu không nổi. Và đến bây giờ em ở đấy là đúng 1 năm trời, và nghĩ đến giờ cái mùi ám ảnh của mùi phân chuột nó vẫn còn ám ảnh đến với mình luôn. Thì đó là cái thời sinh viên tỉnh lẻ là như vậy, và không biết mọi người có khá hơn em không, đó là như thế. Nhưng mà ở trong mình á, là em là cái người sống rất là nội tâm, tức là mình biết là lên trên đây ba mẹ cho mình như vậy nhưng mình cũng không có đòi hỏi gì hơn, và mình phải tự dắt cho bản thân mình là mình phải làm điều gì đấy để cho ba mẹ đỡ cực. Thì lúc trong thời gian đấy thì em nghĩ là mình không biết làm gì thôi, mình học thật là tốt. Vì vậy nên trong suốt cái quá trình em học từ năm nhất đến năm tư á, em đều đạt được học bổng hết. Và cứ đạt được học bổng như thế thì ba mẹ đỡ phải gửi tiền nhiều cho em nữa, và em có thể tự trang trải cuộc sống của mình. Và mỗi năm học đại học em á, mình học từ năm nhất đến năm tư, nhưng cuối năm về ăn Tết đúng không, thì em đều có một cái món quà gì đó cho ba mẹ. Tại vì mình người sống nội tâm lắm, không quần áo cũng là một cái điều gì đó ý nghĩa cho ba mẹ. Nói chung là mình nghĩ trong đầu mình là như thế để mà báo hiếu ấy. Thì đó là cái thời gian mà em học đại học, nói chung mình xác định như vậy. Và trong cái quá trình đấy không chỉ là mình cố gắng học thật giỏi đâu, em còn phải cố gắng đi làm thêm nữa. Thì cái công việc làm thêm của em là em may mắn em đi phỏng vấn đậu ở Thế Giới Di Động. Tại vì cái này là cái chế độ cộng tác viên thôi, em chỉ làm 3 tiếng vào một buổi tối, tức là làm từ 6 giờ đến 9 giờ đêm. Và đối với người khác á, người ta phải làm một ngày cực lực thì có thể là lương của người ta thời điểm đấy khoảng tầm 3-4 triệu đúng không ạ? Nhưng em chỉ làm đúng có 3 tiếng thôi, nhưng mà lương một tháng của em lúc đấy là tầm khoảng 2 triệu rưỡi đến 3 triệu, mà chỉ đúng 3 tiếng thôi. Có nhiều người khác người ta đổi lại là người ta phải đi làm khánh tiết nhà hàng hoặc là phục vụ nhà hàng rất là cực, không có bao nhiêu tiền cả. Nhưng em làm như vậy là em thấy em rất là may mắn. Thì trong cái quá trình đó em vừa cố gắng học để đạt được học bổng, và song song với đấy là em cũng đi làm thêm nữa để mà trang trải thêm cái khoản chi phí. Và gần như trong thời gian điểm đấy là mẹ em cũng không có cần phải gửi tiền cho em nữa, tức là mình đã tự lập từ ngày xưa là như thế. Và trong cái quá trình mà khoảng tầm em đi làm ở Thế Giới Di Động vào năm 3, năm 4, thì trong thời gian đấy không chỉ em đi học, mà không chỉ cố gắng học mà đi làm, mà còn đi bán thêm nữa. Tức là mình ngấp nghé vào công việc kinh doanh ấy. Tại vì thực chất là ngày xưa từ bé là không biết mình giống ai nữa. Tức là mình trong cái con người mình luôn khao khát là sau này mình sẽ tự làm chủ một cái gì đấy, chứ không bao giờ muốn đi làm thuê cho ai cả. Từ bé là phá lắm, mua đồ trang sức về thì làm, tự làm mày mò kiểu này kiểu kia, xong rồi các lễ hội của trường thì mình bày món ăn cho mình bán, mặc dù mình làm cũng rất là dở. Em nói là em làm cái món kem bánh lăng á, xong rồi anh của Trần Quang Tiến á ăn xong về bảo đau bụng quá. Nhưng mà lúc đấy là mình làm máu kinh doanh từ cái lúc đấy rồi. Tức là sự kiện của trường thì phải kiếm cái gì đó để bán lời được chút chút mình cũng thấy vui nữa. Tức là mình có cái máu kinh doanh từ bé rồi. Thế thì cái trong cái giai đoạn cuối đại học á, thì em bán đó là quần áo online đúng không ạ? Thì em sẽ liên kết với mấy cái xưởng,
được chưa? Xong rồi mình up hình sản phẩm lên, up hình đồ quần áo lên. Thì anh biết rồi, trong cái Facebook của mình thôi mà, thì nó chỉ có những người bạn của mình thôi, đúng không ạ? Thì khi á, những người bạn của em, người ta mua quần áo của em á, thì giống em nhớ có một cái đợt đấy là có cái chị này ở bên tận á, là đâu bên quận quận 4 hay là quận 8 thì rất là xa, nói chung là rất là xa. Và bà đấy mua ba cái đồ mà ở ba xưởng khác nhau. Mà thực chất á, mỗi cái quần áo đấy em lời rất là ít, một cái lời khoảng tầm 40-50 ngàn thôi. Em chạy hết ba xưởng là vòng quanh cái Hồ Chí Minh này luôn, xong rồi chạy qua Tích Linh quận 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 8 hay quận 4 gì đấy, em ship. Anh biết là tiền xăng xe không quá cha mất tiêu rồi đó, mà lời không được bao nhiêu hết. Mà quan trọng bán ở trên Facebook là bán cho toàn người thân á, nên có những cái trường hợp là những cái người thân của em kêu là em ơi chị mua cái này về rồi nhưng mà chị dùng không có được đó, nên em cho chị gửi lại đi, hoặc là ai em bán giùm lại chị đi. Thì anh nghĩ mình đã lời không bao nhiêu rồi, mình đã lấy tiền vốn của mình ra để mình lấy hàng rồi, lời không bao nhiêu mà lại lấy về nữa, thì em thấy là mình lấy về thì mình mặc luôn đó. Nên em thấy là kinh doanh mà cái dạng mà cái up lên Facebook á, nó cũng có rất là nhiều cái hạn chế, toàn là người thân, bán cho người thân thì oải lắm đó, thì không có lời được bao nhiêu. Nhưng mà anh biết là trong cái thời gian đấy mình ngấp nghé kinh doanh á, nên là mình ấp ủ rất là nhiều, bảo là nếu như một ngày mà cứ một sản phẩm này mình lời được 50 ngàn á, thì ví dụ một ngày bán được 5 cái thì cũng được 250 rồi, là một ngày mình ăn uống xả xê rồi, mua quần áo xả xê rồi đấy. Em đặt mục tiêu là một ngày bán được bao nhiêu cái áo, bao nhiêu cái váy đó, nhưng mà thực tập đâu có như là mơ đâu, đúng không anh? Nên là sau đó em bắt đầu á, là mình nghĩ lại thôi, mình không có bán nữa, sau đó không bán nữa, chỉ có đi học và đi làm thôi. Thì sau khi cái khi mà em tốt nghiệp á, thì lúc đấy em đi làm ở cái công việc văn phòng bên ngoài. Nhưng mà thực chất phải nói là cái khoảng thời gian mà sinh viên có rất là nhiều kỷ niệm đối với em, và đặc biệt có một kỷ niệm em còn nhớ nhất nữa, đó là gì, em tội lắm. Nói chung là ngày xưa lúc mà mình bắt đầu mà đi 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 bộ đúng không, đi bộ là đi xe buýt đi học, sau đó là đi mượn cái xe đạp của bạn. Thực ra mình nhà không có điều kiện nhiều anh, nên mình phải đi mượn mượn xe đạp của một con bạn thân, nó cho mượn xe, rồi sau đó nó lấy lại xe, mượn xe đạp đấy, rồi nó lấy lại xe, rồi mình không có gì để đi nữa. Giờ á là ông anh trai của em thì ổng làm ngay trong công ty luôn, nên không cần phải đi xe máy, đưa lại cái xe máy đấy cho em. Mà anh biết cái xe máy đấy không, là qua phải mười mấy đời rồi, nó đang xài nó nát lắm rồi, đến đời em mà nó cực kỳ nát luôn, tại vì từ ông anh họ, mà ông anh họ đó phải đi ở mấy chục năm trời đất Sài Gòn đưa lại cho anh trai em. Đến cái đời của em là cái xe máy đó nó nát tương à, đến nỗi là hai cái, em cũng chả biết là hai cái vành xe á, mà nó bị nứt nứt, mà không phải đi đi hàng lại đâu, mà lấy thép á khâu lại, lấy thép khâu lại từng miếng từng miếng từng miếng, là nhìn mất thẩm mỹ cực kỳ luôn. Xong rồi động cơ thì yếu cực kỳ. Và có những cái khoảnh khắc mà em đi ở trong đất Sài Gòn này thì anh biết có hai mùa thôi mà, mưa và nắng đúng không ạ? Thì cái đặc biệt mà đi trời mưa là có những lần em đi đứng luôn, là xe chết máy ở giữa đường mà ngập lụt vậy á, là một mình em và con gái mà, lúc đấy mình rất là xúc động luôn, và em đã từng khóc luôn. Có một lần á, là ở quãng đường từ Gò Vấp á, đi chạy về quận 5, lúc đấy mưa ngập quá, xe chết máy giữa đường luôn, và lúc đấy em khóc. Thì lúc đấy thì cảm thấy tủi thân đó. Thì cái khoảng thời gian sinh viên là nó có nhiều cái kỷ niệm đọng lại cho mình, và luôn 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 trong bản thân mình luôn muốn là mình tìm một cái gì đó sau này để có cuộc sống tốt hơn, có tiền nhiều hơn, cuộc sống tốt hơn, lo được cho ba mẹ nhiều hơn. Thì sau đó khi tốt nghiệp á, em xác định là mình sẽ đi làm về bên marketing để mà mình lấy có một cái công cụ để sau này mình tự đi kinh doanh riêng. Tại vì trước đấy em tính là mình sẽ mở một cái shop quần áo, và em nghĩ là mình đi làm marketing là để hỗ trợ cho việc sau này mình đi ra ngoài mình kinh doanh thôi. Thì sau đấy em đi làm một làm marketing cho một cái công ty người quen, thì trong cái công ty đấy mình cũng được rất là nhiều. Nhưng mà khi mà đi làm ở đấy rồi thì em cảm thấy nó không có phải là điều mình thích á, nên mình cảm thấy đi làm rất là áp lực, và mỗi ngày trôi qua rất là nặng nề, rất là chán nản, cảm thấy không thích sống nữa luôn. Em nói thật như vậy, thời sinh viên em còn đi làm này làm kia nó đỡ buồn, chứ còn đi làm á là sáng mở mắt là công ty này làm 10 giờ sáng, sau đó 6 giờ chiều về. Là trong cái quá trình làm đấy thì em làm rất là tốt rồi, thì việc về nhà em lạnh lắm, không biết làm gì hết. Thì lúc cái thời điểm đấy là em về nhà là chỉ có coi phim thôi, coi phim hàng xẻng thôi, cày hết bộ này qua bộ khác, chán cực kỳ chán. Mỗi ngày ngủ dậy là em không muốn đi làm, em nói thật sự là em không muốn đi làm gì hết. Và sau đó thì có một cái biến cố xảy ra đối với em, đó là mẹ em bị ung thư tuyến giáp. Đó, mẹ em bị ung thư tuyến giáp và phải lên Sài Gòn mổ. Đầu tiên là khám, sau đó là mổ luôn. Thì những cái khoảng thời gian mà mẹ em lên khám như vậy á, là
Em là học 12, năm học, 4 năm đại học, chưa nuôi được bản thân mình nữa. Tại vì lúc đấy em làm lương marketing chỉ có được khoảng tầm 5 triệu bạc thôi. Tại vì lương thử việc và mới tập việc thôi anh, nên rất là ít. Nên á, khi mà mẹ bị bệnh như vậy là mẹ phải tự lo tiền ở nhà lên mà chữa bệnh. Cái thứ hai nữa mà em vẫn nhớ mãi luôn là cứ mỗi lần mẹ lên đi khám, mỗi lần về như vậy là cho bản thân em, mỗi lần về em 500 ngàn. Tức là mẹ cầm tiền lên khám, nhưng mà lúc về lại cho tiền mình nữa vì thương con ở khổ. Tại vì thực chất là 5 triệu không có dư và thiếu, em phải đắp từ tháng này qua tháng khác. Và không những cho em đâu mà cho cả anh trai em nữa. Mà anh trai em mà đã đi làm rồi mà mức lương vẫn không đủ. Tức là từ đấy, lúc đấy em nghĩ cái bản thân mình á, là mình học nhiều, đúng không ạ? Mình cố gắng, mình mọi thứ mình rất là cố gắng và nỗ lực. Mình đi học rất là tốt, mình cũng đi làm thêm, nhưng cuối cùng ra mình không có được cái điều mà mình muốn. Đấy, nên sau đấy em nghĩ lại là nếu mà mình cứ tiếp tục cái công việc đấy đến cuối năm á, thì mình mang được gì lại cho ba mẹ? Mình có làm được những cái điều mà mình muốn không? Mình có thể báo ơn được cho ba mẹ không? Và mình cho mình cái cuộc sống tốt không hay không? Thì lúc đấy em cũng loay hoay miết, và sau đấy rất là may mắn á, là gặp bạn Trần Quang Tiến. Thì bạn rủ em tham gia cái lớp học của anh Linh thôi. Thật ra Tiến rủ em lần đầu tiên là làm sale về máy Galvanic, nhưng mà em không có chịu. Cái sau đấy là kêu là thôi đi học về marketing đi, anh Linh có một môn lớp hay lắm, học đi để mà về mà bổ sung cho công việc của mình cho nó tốt hơn. Thì em thấy đúng rồi, nếu mà bổ sung cho công việc tốt hơn thì tôi đi. Đó, thế là đi học. Thì may mắn là mình biết được đến với cái cơ hội này, biết chỉ cho em về cái công cụ. Và cái lớp học ở đó em học là 5 triệu, mà thực chất là 5 triệu đấy không phải là em có đâu. Anh nghĩ là mức lương 5 triệu bạc chi trả cho sống hàng ngày đã thiếu rồi. Nên lúc đấy á, em nói là sự quyết định ở bản thân mình thôi, mình muốn như thế nào, mình có thực sự khao khát đi học hay không thôi. Và lúc đấy em phải chạy qua nhà con bạn thân của em, cái con ngày xưa cho em mượn cái xe đạp ấy, là bạn thân ở quê. Thì chạy qua đấy mượn 2 triệu. Chạy qua đấy mượn 2 triệu thảm lắm. Em cảm thấy cái ngày hôm đó chạy qua cực kỳ thảm luôn. Bạn nó đi làm thuê, nó có dư tiền chứ không phải là nó có tiền đâu. Nó cũng đi làm cực lực, nó có tiền, nó kiểu như thân á. Xong rồi nó cho em mượn 2 triệu. Và em ráng nài nỉ xin ba mẹ thêm 3 triệu nữa để mà đi học. Chứ em không có một xu nào nha. Trong cái thiều đó đi học là em không có một xu nào hết. Cái đó là em đi học. Và may mắn là mình sẽ trong cái lớp đấy mình học được rất là nhiều về marketing. Xong rồi lớp đấy còn tặng cho em một cái hộp R2 nữa, tặng sản phẩm luôn. Gần như cái lớp ngày xưa em học là gần như mình không mất gì. Tại vì nếu như mình học được, mình chạy quảng cáo, mình bán được hộp R2 đấy thì gần như là hồi vốn. Tại vì hộp R2 đấy, đợt đấy mà bán là 4.286 ấy. Thì sau đấy em vô, em học. Học rồi sau đấy em thàm lắm anh ạ. Tại vì lúc đấy rõ ràng mình nghĩ là ủa, cho bán gì sản phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung. Mà em ghét lắm, em nói thật em ghét mấy thực phẩm chức năng, thực phẩm bổ sung lắm. Được rồi, mò mò ra công ty đa cấp nữa. Ôi em đau đầu. Thế, thế nhưng mà lỡ rồi anh ạ. À. Nhưng mà em lại thấy trong lớp học thì rất là hay. Tức là anh Linh với mọi người dạy rất là hay, cực kỳ hay luôn. Tức là thôi bây giờ lỡ rồi thì mình cũng phải ráng bán được cái hộp L2 này lấy lại tiền. Chứ chẳng lẽ để nó uổng như vậy. Thế là sau đấy thì mình cũng cố gắng, mình cũng sale, cũng các thứ kiểu. Sau rồi mình bán được, sau rồi thời gian sau đó mình bán được nhiều sản phẩm khác nữa. Rồi sau đó, rồi mình cho sản phẩm cho ba mẹ mình dùng, ba mẹ mình dùng cải thiện sức khỏe. Nên từ sau đấy là em rất là yêu công việc Nu Skin luôn. Và công việc đấy nó đã thay đổi em rất là nhiều. Thứ nhất là về tài chính, em ổn ok hơn rất là nhiều, em chăm lo được rất là nhiều cho ba mẹ. Thực chất là em là người nội tâm nha. Nên ở nhà em bây giờ là hầu hết là em hỗ trợ cho ba mẹ nhiều lắm, từ tiền có thể là tiền mỗi tháng này, sau đó là sửa xong xong rồi mua máy lạnh tivi rồi cái gì trong nhà em cũng mua hết, là một đứa con gái á. Nên em thấy là như vậy ba mẹ rất là tự hào. Sau đó rồi em còn đưa được mẹ đi du lịch nữa, rồi cả dòng họ tự hào luôn, em phải nói là điều đấy, cả dòng họ tự hào luôn. Tại vì cái đợt đấy em cũng chia sẻ rồi, ba mẹ nhắn tin cho em một cái câu là họ hàng họ rất là nhiều và tự hào về con. Và đó là điều em thấy được. Và sau đấy là ở bản thân em, đó là sự phát triển về trong tư duy, mình thay đổi rất là nhiều luôn. Nếu mà ở trong ngày xưa cái quãng đường đại học thì em thấy là cái việc mà mình ra ngoài đời, mình thực chiến như thế này nè, mình phát triển rất là nhiều. Và quan trọng nữa là cho em một cái cơ hội kinh doanh có thể là giúp nhiều người hơn, có thể thay đổi cuộc sống của mình. Đó là như thế, đó là cái chặng đường mà em đến với No Skin ạ. Thì Đấy, những đó, tháng như đầu thế. tiên thì em kiếm Rồi được bao nhiêu? thì những tháng đầu tiên em cũng muốn kể luôn là bắt đầu từ hành trình cái hộp R2 đấy trở đi anh ạ. Thì thật ra em cũng cái này cũng là muốn nói với những người mới luôn anh ạ. Thì lúc mới ban đầu vào ấy, anh có nghe được không ạ? Hình như Nó bên hơi tè. Nó hơi tè. Em đừng dùng cái microphone, bởi vì tai phone là dùng Bluetooth nên là
nó sẽ hơi ồn. Thế thì em nói này mọi người có nghe rõ không? Nghe rõ. Thế thì em khỏi đeo. Thì cái hành trình thời gian đầu em vào Miski em làm á, thì bắt đầu từ cái hộp R2. Lúc đấy rõ ràng là mình đã không thích về thực phẩm bổ sung, thực phẩm chức năng rồi đúng không ạ? Thì bản thân mình ở trong con người mình luôn có thể nói là thôi, không bán được đâu, cái này khó bán lắm, đủ kiểu luôn. Nhưng mà giờ mình đã quyết định, tại vì lúc đấy không phải là tiền của mình, mà mình đã đi vay mượn các thứ kiểu, mình xin mẹ các thứ kiểu. Hình như cái máy của anh nó bị rè rè sao Mai ơi. Ờ vậy hả? Thế thì chắc phải sử dụng tai nghe rồi. Tai nghe. Em có tay dây phone không? Có. Rồi. Các bạn, chúng ta chờ Mai một chút. Những gì mà chúng ta học được từ câu chuyện của Phương Mai, chúng ta cùng comment ở dưới. Chúng ta có bất kỳ một câu hỏi nào dành cho Phương Mai thì chúng ta cũng comment ở dưới để lát nữa Phương Mai sẽ trả lời cho chúng ta. Thật ra thì em nghĩ là ngày hôm nay chia sẻ á, thì em chia sẻ thật lắm, có gì chia sẻ nấy, toàn là kinh nghiệm xương máu không? Tại vì giờ đã làm là 3 năm. Phương Mai là một người bán hàng rất xuất sắc nha các bạn. Đầu tiên là đến để học về marketing, nhưng cuối cùng lại trở thành một người về siêu sao về bán hàng. Đó. Dạy một cái giỏi. Mọi người nghe rõ chưa ạ? Mọi người nghe rõ chưa ạ? Nghe rõ rồi. Bây giờ là siêu rõ rồi. Siêu rõ đúng không anh? Ok. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp. Thế thì em chia sẻ tiếp ha. Nói chung là bắt đầu từ cái hộp R2 thần thánh đấy, là mới ban đầu mà mình nhận sản phẩm là mình luôn nghĩ là mình sẽ không bán được đâu, các thứ kiểu ở trong đầu mình nghĩ ra. Nhưng mà mình nói là tại sao mình phải bán cái hộp R2 này, để mình lấy lại những gì mình đã bỏ ra, đúng không ạ? Thế thì em đặt quyết tâm là mình phải bán cho bằng được. Và em cũng muốn nhắc nhở người mới luôn, thì đầu tiên mình làm cái gì mình cũng nghĩ là nó khó lắm, không làm được đâu. Nhưng mà thực chất là sẽ có một cái bí quyết để giúp cho mọi người vượt qua được cái khoảng thời gian ban đầu á. Nếu ai muốn biết thì cứ comment ở tôi ở dưới nha, em sẽ chia sẻ hết mình luôn. Thì nói như vậy á, là lúc đấy tại sao em bán được, và em bán được cái số khách hàng ra đầu tiên luôn, cái số điện thoại em bốc máy đầu tiên luôn, là em chốt được bà đấy mua hộp R2 luôn. Đó, thì á, em muốn chia sẻ cho các bạn là tại sao em bán được hàng mà trong lúc đấy là mình hoàn toàn mới. Thì việc mà bán hàng ở thế giới di động là bán về những sản phẩm có sẵn và người ta đã có nhu cầu sẵn và người ta tìm đến ngay cái cửa hàng người ta mua. Nó khác với cái việc mà đây là mình phải tư vấn trước sale. Thì cái khách hàng đầu tiên, số điện thoại đầu tiên em bán được là do mình có hai điều. Thứ nhất đó là mình sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tại vì lúc đấy là em biết là CR2, nhưng em không phải là làm cho qua loa. Em nghiên cứu thật kỹ về sản phẩm R2. Sau đó em làm bài kịch bản bán hàng rất là kỹ luôn. Và em luyện lại đến khi nào mình thuộc luôn cái bài kịch bản sale đấy. Và em nổi là không nhìn tờ giấy đó, em vẫn có thể nói được ở trong cái suy nghĩ của mình, nó tự phát ra vậy á. Em luyện đến khi đấy thì em mới dám bốc máy cho người khách hàng đầu tiên. Đó là điều đầu tiên là mình phải cần làm, đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Và cái điều thứ hai nữa đó là gì? Mình phải tin là mình làm được. Và khi mình luyện kịch bản sale liên tục như vậy thì nó luôn, một lần mình luyện như thế thì nó sẽ gieo rắc cho người mình là mình sẽ có khả năng hơn rồi, có niềm tin ở bản thân hơn rồi, và mình tạo cho mình một cảm xúc thật tốt. Sau đó mình gọi điện cho khách hàng thì cái đơn đấy em chốt được luôn. Và đến cái đơn đấy là em không bao giờ em quên được, tại vì ngày xưa là mình tự bán tự giao luôn mà. Và em nhớ luôn là bà đấy là ở Gò Vấp. Em cầm hộp R2 của em mà em được nhận cho lớp học á, em chạy qua bên đấy, hôm ấy là trời mưa tầm tã luôn,
mưa tầm tã luôn, và nhà bà đấy ở trong một cái hẻm cực kỳ khó kiếm luôn. Mà số nhà trong hẻm, em nói thật, em đi hẻm rất giỏi, nhưng mà cái hẻm đấy em không tìm được số nhà luôn, bởi vì nó lộn xộn ấy, cái đường đấy giống như kiểu nó lộn xộn số á, tìm hoài không ra. Mà mưa thì tầm tã ướt, chỗ trong người mình lạnh, mà cái cảm xúc trong người mình nó không biết như thế nào nữa, nó rất là rối. Nhưng mà tìm đi tìm lại, bà đấy cứ nói là em ơi, cái nhà mà có cái thùng rác màu xanh ấy, đến bây giờ em vẫn còn nhớ vì nó còn ghi ấn trong mình mà. Cái thùng rác màu xanh ấy em đi khắp luôn chả thấy, đi vòng vòng mãi thì mới tìm ra. Và lúc đấy lấy hết niềm tin, lấy hết sinh lực luôn, đi vô vào nhà. Xong rồi bà đấy bà mở cửa ra cho vô, xong vô đấy bà hỏi quá trời luôn, hàng này của ai em, dùng có tốt không em, công ty ở đâu em. Mình cũng lo chứ, nhưng thôi kệ, cứ xử lý thôi. Và sau xử lý xong xuôi thì bà đấy đưa cho tiền mình cầm về. Và anh biết là cái cảm giác mà cầm tiền trong tay mà mình tự kiếm được bằng cái sức lực của mình nó kinh khủng như nào đâu. Em nó phải rưng rưng luôn, tay em rung và tim em đập như điên ấy. Cả quãng đường em chạy về nhà là tim em đập và tay em rung. Và không biết là bao nhiêu các bạn đã có cảm giác là cái tiền mà mình làm ra bằng cái công sức của mình mà mình cảm thấy hạnh phúc và vui như thế nào á. Thì các bạn có thể comment bên dưới ha. Thì em cũng là như thế. Thì dạ. Thì cái khoảng thời gian, cái khoảng khắc đấy em nhớ hoài luôn. Thì sau khi cái hộp R2 đấy thì em bắt đầu đổ những cái sản phẩm khác. Em đổ qua kem đánh răng. Đổ qua kem đánh răng em bán trong một vòng khoảng... Hello, xin chào anh Phương. Anh Phương. Em. Dạ, hello anh Phương. Dạ. Ok, thế thì em chia sẻ tiếp ha. Dạ. Ok không ạ? Em chia sẻ tiếp đi, em chia sẻ tiếp đi. Rồi, thế thì em chia sẻ tiếp nha. Sau khi cái hộp R2 đấy thì em sẽ đổi qua sản phẩm khác. Em đổi qua kem đánh răng. Rồi, kem đánh răng đấy thì thực chất là lúc đấy em bán giá là 500 ngàn một tip. Mình mua 2 tip là 700 ngàn. Và em bán trong vòng khoảng là 4 đến 5 ngày. Thì cái đấy là ít thôi. Một cái sản phẩm đã được vài trăm thôi, 200-300 thôi. Thì lúc đấy em bán liên tục trong 4 đến 5 ngày đấy. Thì em thấy kem đánh răng lúc đấy cũng khó bán phết đấy, không phải dễ đâu. Nhưng mà em cũng ráng nỗ lực hết sức mình luôn, mình sell bằng mọi cách luôn. Xong rồi trong khoảng 5 ngày đấy em kiếm được tầm khoảng là 15 triệu, khoảng tầm mấy chục tip ấy. Đó là em thấy wow, bắt đầu thấy tiền rồi đó. Mà lúc đấy là em chưa nghỉ công việc marketing ở công ty kia đâu ạ. Em vẫn làm, ở nhà em làm thôi, còn đi làm vẫn đi làm bình thường. Đấy, thì sau khi cái đó là em đổi qua là lăng khử mùi. Thì lúc mà em bán lăng khử mùi mới là cái thời điểm đỉnh cao của em. Tại vì nó lãi kinh khủng quá. Lãi một sản phẩm lúc đấy là bán 700 ngàn một chai. Thì mình lãi là 500 ngàn là một chai luôn. Và em nhớ cái cuối tháng 7 đó. Tại vì em học là đầu tháng 7, sau đó cuối tháng 7 là mình thực trải nghiệm rất là nhiều. Thì cuối tháng 7 em cũng bán được 4 đến 5 ngày thôi. Nhưng có một ngày em bán đỉnh điểm, em bán lãi một ngày đấy là được khoảng 15 triệu. Đấy, và thực chất mà lúc mà em bắt đầu mà bán kem đánh răng hay là lăng khử mùi á, là trước đấy em đã đặt mục tiêu cho bản thân mình á, là mục tiêu cũng về bản thân thôi. Em là người sống rất là nội tâm. Đó là em đặt mục tiêu là cuối tháng 7 đấy em phải kiếm được 20 triệu và em phải đi được là Thái Bình để mà thăm ông ngoại của em. Tại vì thực chất là mẹ em á, khi mà lấy ba em là bắt đầu vào ở trong Đắk Lắk sinh sống. Và khi mà em lên năm 12 tuổi thì cả nhà mới về đúng một lần. Và lúc mà thời điểm mà cái năm mà em bắt đầu mà em bán cái máy răng lăng khử mùi đấy á, là ông ngoại em bị tai biến. Mà em giống như em đặt mục tiêu đấy là em thay mẹ em ấy, em đi ra báo hiếu dùng cho mẹ em. Tại vì mẹ em đi xa không được, bị say xe, rất là mệt, không hề đi được xa. Thì giống như mình kiểu đặt mục tiêu đấy là mình báo hiếu dùng cho mẹ, mình làm phận làm cháu á. Thì em đặt mục tiêu thế. Nhưng mà anh thấy là cái quãng này em kể á, là bán lăng, bán kem xong là em đạt được mục tiêu của mình rồi. Đạt được 2 triệu rồi. Và lúc đấy, ngày cuối tháng, đúng là ngày 31 tháng 7 luôn, 30 hay 31 gì đấy, em gọi điện cho con bạn cùng phòng của em ấy, là Huyền Trang Lê ấy, em khóc như một con điên. Tại vì lần đầu tiên trong cuộc đời em mà em, lần đầu tiên trong cuộc đời em mà trong một tháng em kiếm được nhiều như thế, kiếm được vài chục triệu là con số là mình không bao giờ nghĩ đến trong cả quãng đường đại học của mình luôn. Và mình đã đặt mục tiêu đi kinh doanh nhưng chưa bao giờ mình nghĩ đến một con số rõ ràng. Nhưng mà khi tháng đấy em đạt được là em gọi điện em khóc kinh khủng lắm. Em khóc là bảo là đạt được mục tiêu rồi. Bà không biết đâu là tôi đã đặt mục tiêu như vậy á, nhưng bây giờ tôi làm được rồi. Nó kinh khủng lắm ạ. Đó là như thế. Cái sau cái thời điểm đấy thì nó hoàn toàn là màu hồng luôn. Em cứ, nhưng mà không phải là dễ đâu ạ. Cái thời điểm đấy em chốt được nhiều là bản thân là mình cày nhiều lắm. Em có những ngày mà số lăng khử mùi nó ra nhiều quá, vài giây nó ra một khách, là mình phải gọi từ sáng sớm cho đến tận là 10 giờ đêm.
nói chung là nói đến giọng là nghẹt luôn, không nói được nữa luôn ấy. Tức là mình phải làm đến mức độ như vậy ấy. Tức là có nhiều người ở trong những cái khi mà người ta cảm thấy cơ hội nó đến rồi đúng không, nhưng mà mình làm tà tà để đón thôi. Nhưng em làm hết sức luôn, làm kiếm được bao nhiêu kiếm cho bằng hết, kiểu như vậy á. Đó, thế thì cái thời điểm đấy là em bán tốt. Nhưng mà sau cái thời điểm đấy thì có một vài trục trặc, đó là về quảng cáo. Tức là quảng cáo nó chạy không có ra số nhiều nữa. Tức là nó bị, không phải là không ra số nhiều nữa mà nó bị chết tài khoản luôn. Nói chung là quảng cáo có vấn đề. Nói chung là quảng cáo có vấn đề và khách không ra nữa, khách mới không ra nữa. Và lúc đấy là phải nói là một cái giai đoạn khó khăn. Tại vì rõ ràng mình đang kiếm một cái lượng tiền ổn định nhá, khách cũng ra đều, mình ham, mình cứ bán mới á, cuối cùng đến một ngày khách mới không ra nữa thì mình cảm thấy bây giờ mình phải làm sao đây. Đó là một cái giai đoạn khó khăn, nhưng mà em thì không bao giờ nghĩ nó là khó khăn cả. Thì lúc đấy thì em thay vì mình đi làm quảng cáo, tại vì nó quá khó rồi, cứ ép thế là chết, làm gì nó cũng không sống nổi qua cái thời điểm đấy luôn, nó bão bùng kinh khủng khiếp luôn đó. Thì em thôi bây giờ thôi bỏ, tạm thời ngưng đã, chờ bão qua mình tính tiếp. Bây giờ em sẽ lấy hết số cũ ra, em ngồi em sell. Và em biết là việc mình chăm sóc lại data cũ nó cũng ra kết quả rất là lớn, nên nó cũng làm cho em sống sót được thời điểm đấy. Và cũng nói chung là cũng bán được rất là nhiều đơn, tiền vẫn dư giả, không cần phải lo gì cả. Đó, thì giống như là em muốn nói với mọi người là gặp một cái khó khăn thì thôi mình cứ nghĩ đó là một cái thử thách đi, mình vượt qua nó thì kiểu gì cũng có cái phương pháp, có giải pháp cho nó hết. Đó là như thế. Thì sau cái khoảng thời gian đấy á, thì bắt đầu mình tư duy mình phát triển hơn rồi. Mình không có muốn ngồi một chỗ để mình bán hàng nữa. Thì sau đó em nghĩ là mình sẽ tư duy về hệ thống. Tại vì mình đi học cũng nhiều mà, đi học những cái chương trình sự kiện trên công ty nhiều á, thì bắt đầu tư duy mình nở ra được một chút. Và mình bảo là không thể nào mà cứ ngồi bán hàng mãi được. Và thời gian đâu sau đấy là em bị một cái tật là lười sale, cực kỳ lười sale luôn. Và anh biết là số chạy ra nha, lâu lâu vô chat tin à, chào bạn. Một lúc sau vô chat tin là bạn đang bị vấn đề gì. Tức là lúc đấy mình đang bị nhiều cái khác nó chi phối. Tức là lúc đấy em có đội nhóm nữa rồi, tức là mình bị ảnh hưởng rất là nhiều, nên sale không có kết quả cao. Cái lúc đấy mình nói là không thể nào mà mình có thể làm một lúc được nhiều việc như vậy mà tốt nữa. Và bản thân em luôn là cái người mà mình muốn mình tận dụng sức của người khác để làm, chứ không phải là mình làm quá nhiều. Tại vì thời gian đầu mình làm quá nhiều là mình biết rồi, nhưng mà mình phải tìm một cái cách nào cho nó đơn giản hơn và hiệu quả nó cao hơn. Nên cái sau thời gian đấy là em tuyển team làm cùng. Thì em chạy quảng cáo, bố mạng sale. Trong đấy là lúc đấy thì em vẫn sale luôn đấy, vẫn còn sale nhẹ nhẹ. Thì team là một mình em với bố mạng sale nữa. Và anh biết là trong 2 tháng là em lên được EZ. Đó là mà chỉ bán lăng thôi. Mà nguyên cái team bán là anh biết là rất là nhiều lăng, mấy nghìn lăng luôn. Đó, thì cái thời điểm đấy là bắt đầu mình thấy là hoa hồng về. Cái sau khi mà mình bán lăng nhiều như vậy á anh, là em lên được nghỉ giấc thì bắt đầu ngày 15 lại có tiền hoa hồng về. Và em cảm giác như là tiền ở trên trời đổ xuống đầu mình ấy. Là mình thấy là à, tiền hệ thống nó cũng ngon nè, chứ đâu phải là mỗi tiền bán lẻ đâu. Thì sau đó em nghĩ cách để em làm một cách tốt nhất và bền vững nhất ở Nuskin. Thì bắt đầu em sẽ làm hai, giống như cô Nga hay nói là hai chân hai máy, à gì, một cái thuyền hai máy chèo á, thì em vẫn làm song song hai cái đấy. Và bắt đầu là em thuê nhân viên về để sell, và song song với đấy điểm nhân viên là lo cái phần bán hàng cho mình, còn mình á là lo cái phần tuyển dụng và hỗ trợ hệ thống. Thì sau đấy á là em với Trang có làm một cái nhân viên, để mà thay vì cái việc mà mình lâu lâu vô chat một tin thì thôi cho nhân viên ngồi nó chat nó gọi điện đi, thì có phải nó tối ưu hơn không? Thế thì chính cái bạn nhân viên đó nó mang lại cho em kết quả cuối năm 2017 á, là hai đứa em á, một nhân viên đó thôi nó bán một tháng lãi được 100 đến 200 triệu. Đó, khoảng tầm đấy là anh biết là mình có phải khỏe hơn rất là nhiều không. Và em đã thấy được bài toán là đòn bẩy rồi. Em đã biết là mình phải tận dụng sức mạnh của người khác, chứ không thể nào mình làm hết được. Và từ lúc đấy là nhân viên vẫn cứ đều mỗi tháng chạy quảng cáo bán. Còn bây giờ việc của em là em đi hỗ trợ hệ thống và tuyển dụng. Và tiếp theo đây là em muốn chia sẻ về cái bài học mà em làm từ về bên hệ thống á, được không ạ? Tại vì với cái phòng bán hàng thì em vẫn luôn làm từ đó cho đến giờ luôn. Bắt đầu từ cái năm, cái tháng mà em thuê nhân viên mà nó bán lãi cho em như thế á, là em duy trì từ lúc đó cho đến tận bây giờ là em luôn có nhân viên, được không ạ? Và bây giờ em cũng nói với hệ thống của em cũng vậy hết, là luôn luôn hai tay hai máy chèo, không có được khập khiễng cái nào hết. Tại vì mình làm là hai công việc lận, một là bán hàng, hai là cả về hệ thống. Một cái bị khập khiễng thì cái kia mình không thể nào làm xuất sắc được. Em phải nói là từ xuất sắc, còn làm được thì vẫn làm được. Đó, và sau đó thì đến bây giờ thì em vẫn có nhân viên, hiện tại là đang có 3 nhân viên. Và nhân viên và cái hệ thống của em cũng vậy, ai cũng có nhân viên hết. Thì các bạn đấy mới tập trung hỗ trợ hệ thống được. Đó, nên đó là một cái kinh nghiệm mà em muốn chia sẻ cho mọi người là nên làm cái mô hình nhân viên, đúng không ạ? Mô hình nhân viên em cũng chia sẻ từ hồi đầu đến bây giờ thì trung bình mỗi tháng là bao nhiêu lãi?
Thì cứ một nhân viên á, là mang lại vài chục, thời gian đầu thì bán được nhiều hơn anh ạ. Thời gian sau thì bây giờ thì bộ nhân viên mang lại được vài chục thôi, em có 3 người. Đó là như thế. Thì nhưng mà mình làm nhân viên thì em đôi khi em không cần xác định là nó mang lại cho mình lãi bao nhiêu đâu nha. Tại vì em thấy từng hoa hồng của công ty, nên có thời điểm em không cần quan tâm đến cái lãi đấy luôn, mà em chỉ nghĩ là cứ bán đi, bán thật nhiều thì tự nhiên mình có tiền hoa hồng thôi, không còn lo, dù bù trừ chi phí nó huề vốn cũng được, em có tiền hoa hồng. Em làm như vậy á. Và cái tính này chắc em học từ anh Linh và cả tiếng offline của em làm khô máu luôn. Đó là cái thời gian đầu. Nó là như thế. Thì đó là cái hệ thống về nhân viên. Nên em vẫn cứ khuyên là mọi người nên làm cái này nhá, để cho mình khỏe. Rồi, cái thứ hai nữa là em muốn chia sẻ về cái bài toán về hệ thống, đúng không ạ? Tại vì em đi ở đây cũng lâu lắm rồi, cũng phải là gần 3 năm rồi. Thì em muốn chia sẻ về mọi người về cái hệ thống á. Thì thực chất về cái hệ thống mà nói á, là thời gian đầu em cũng là hẹn chốt cà phê. Em muốn chia sẻ từng cái giai đoạn mình làm hệ thống như thế nào. Thì hẹn chốt cà phê, bạn bè, bạn đại học, các thứ kiểu. Đầu tiên mình không thích đa cấp nha, nhưng mà vô thì mình thấy mô hình nó hay, các thứ kiểu, xong mình đi học á, cảm thấy nó tuyệt vời. Và mình hẹn cà phê với bạn bè để mình làm luôn, mình chốt, nhưng mà không có được. Nói chung là thời đầu kinh nghiệm còn yếu lắm. Nên á, thì sau đấy bảo là trời ơi thế này thì khó quá, không có làm được. Nhưng mà sau đấy rất là may mắn là gì, có hệ thống của mình á, có team DMS1B. Cái hệ thống DMS1B của mình á, là luôn có những cái chương trình sự kiện. Đó là có chương trình hội thảo á, đợt đấy có chương trình hội thảo hay là khóa học marketing thời đại mới á, thì anh Linh luôn đốc thúc cái hệ thống của mình là chạy tuyển dụng. Thì em cũng làm y chang như offline nói thôi, offline nói gì mình làm theo. Và đợt đấy tiếng cũng chạy tuyển dụng kinh khủng quá, thì mình gần nhất ai, mình tiếp xúc ai thì mình học người đấy thôi. Và em học của tiếng là cứ bung tiền để mà chạy tuyển dụng, bung tiền chạy tuyển dụng quá trời luôn. Thật ra là chạy tuyển dụng cũng sốc mặt phết, thật là sốc mặt lắm. Trời ơi, đi từ Nam ra Bắc luôn, ra Bắc chạy tuyển dụng hội thảo luôn, các thứ kiểu luôn. Chạy chốt lè lưỡi luôn, bao nhiêu học viên đến, ví dụ cả 100 người, chốt đâu được có mấy người đến. Vãi lắm, xong rồi có người đến nhưng mà người ta không ở lại làm với mình nữa. Nhưng mà nếu thực sự, nếu mà trong một môi trường mình làm một mình thì chắc chắn em bỏ rồi, em bỏ không tuyển dụng ở đâu. Em tính cách khác, nhưng mà may mắn là trong cái đội nhóm của mình luôn có những người leader là luôn phăng phăng về phía trước, tập trung mục tiêu và đi thôi. Dù không được nhưng anh Linh vẫn tổ chức lớp học tiếp. Xong rồi mấy anh em có làm không? Không làm tôi làm. Thôi lại tiếp tục phải chạy, phải rổ tiền chạy quảng cáo liên tục như vậy. Nhưng mà mình cảm thấy là thời gian đấy là một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn ạ. Đấy, nên mình là bảo là rất là may mắn mình có cái môi trường có những người leader tuyệt vời như thế để mà mình đi theo. Và đổ lại như vậy thì những cái lần mà chạy tuyển dụng như thế thì mình cũng có được những người đội nhóm tốt hơn, rồi nó cũng tốt hơn rất là nhiều luôn. Thì thế thì em cũng nghĩ mọi người là thứ nhất là mình có thể tận dụng các mối quan hệ có sẵn, hai là mình có thể chạy quảng cáo. Nhưng mà em phải đúc kết vào 3 năm mà em làm thì em thấy hiện tại trong đội nhóm của em mà bền vững, mà doanh số cũng vẫn đến từ những người thân rất là nhiều. Em nói thật. Nên em, đó là thứ nhất là bạn Lê Huyền Trang, nãy giờ em có nhắc, đó là bạn chung giường, chung nhà, đúng không ạ? Tại vì em làm có kết quả nên bạn làm, và bây giờ là em trai bạn và những người bạn của bạn, có những người bạn thân, người bạn đại học, các thứ kiểu nữa, và những người đó giờ còn làm. Rồi sau đó là em có một cái người là người yêu cũ làm, kêu người yêu cũ vào làm luôn. Thì bây giờ người yêu cũ làm luôn. Cái này là học anh Linh đó, anh Linh toàn tuyển người yêu cũ làm không ạ? Đấy, thì em cũng là kiếm người yêu cũ vô làm, xong người yêu cũ vô làm rồi kêu bạn bè của người yêu cũ của em. Đó là một cái vòng vòng vậy đó. Nhưng mà sau giờ người yêu cũ của em nghỉ rồi, nhưng mà đổi lại giờ em có bên nhánh của Kim Trung. Và Kim Trung lại có những người bạn thân là Phi, Phát, đúng không ạ? Xong rồi em có một nhánh khác là em họ của em là Trinh Bùi ở ngoài Bắc. Thật ra thì thời gian đầu hỗ trợ cũng cực lắm ạ, tại vì ở xa nên nhiều khi em cũng không muốn hỗ trợ, nhưng cuối cùng á, vì bạn rất là khao khát nên mình cũng hỗ trợ. Nên giờ thì bạn vẫn làm rất là tốt và đang có hệ thống mới là Tiến Đỗ với bạn Thanh Tùng, là một những cái người rất là tốt hiện giờ của em, ví dụ như vậy. Nên mà Tiến lại là bạn thân của Tùng, mà Tiến lại quen Trinh, đó là một cái móc xích rất là hay. Và chính như thế nên thầy Alan Gao nói là mình phải lấy được top 5, top 5 á mọi người ha. Tức là mình lấy top 5 của những cái người bạn của mình là ai có mối quan tâm đến cái cơ hội kinh doanh này. Và em đã nhìn thấy rõ rồi, trong hệ thống của em bây giờ toàn những người thân quen nó đang làm và kiên trì đến bây giờ. Đó là nên em muốn khuyến khích mọi người là hãy dùng mối quan hệ. Tại vì cái đấy nó rất là bền. Tại vì em thấy là những người ta đến
thì có thể là vì tiền đấy, nhưng mà chỉ có tình cảm để người ta mới ở lại lâu dài thôi. Nên em vẫn rất là khuyến khích mọi người hãy tận dụng những cái mối quan hệ của mình. Nếu mình cho thấy đây là cái cơ hội tốt thì mình hãy kêu những người thân của mình, những người mà mình muốn giúp đỡ họ thì kêu vào đây làm, đúng không ạ? Và em cũng muốn nói thêm một điều nữa, thì thực chất mọi người rất ngại là cái việc mà nói với người thân hay bạn bè các kiểu, nhưng mà thầy Alan Gao có nói là thật ra là công việc nuôi skin nó không phải phù hợp cho tất cả mọi người, không phải ai cũng phù hợp hết. Nhưng mà em nói, và em cũng chia sẻ thêm là ở nuôi skin nó cho mình cái nguồn thu nhập rất lớn và gọi là thu nhập khủng, thì đương nhiên đổi lại với đó là phải là người thực sự phù hợp thì người ta mới có thể mang lại cái mức lương khủng và thu nhập khủng được. Chứ những người bình thường người ta vô thì giống như người ta ở ngoài kia, thay vì vậy đi, mình làm cái mức lương khoảng tầm là 10 triệu đi hay là 5 triệu đi, đúng không ạ? Nhưng mà mình làm 8 tiếng thôi. Nhưng mà ở trong công việc này mình làm cái mức lương khủng hơn 40, 50 triệu cơ mà, thu nhập khủng cơ mà, thì buộc mình phải khác rồi, đúng không ạ? Chứ đâu phải bình thường được. Nên mọi người cứ thoải mái mà tuyển dụng đi, không phải ai cũng phù hợp. Nhưng mà khi tìm được người rồi thì người ta tự biết là đó là công việc thực sự của họ và họ sẽ làm hết mình thôi, đúng không ạ? Và quan trọng để trong cái việc tuyển dụng á, làm em bây giờ thời gian đầu á, là em hay bị tuyển dụng vô xong mình chăm và mình khe giống như mẹ chăm con á. Thời gian đầu là em như thế và em thấy như thế là không phải là tốt. Và thực tế thì Alan Gao có dạy là mình sẽ làm thế nào để cho hệ thống mình tốt, đó là vô đào tạo, xong đó khi người ta vững nên cho người ta tách ra, thì như thế mới tạo nên một cái sự bùng nổ và tạo nên những cái bứt phá mới. Thì thực tế trong cái hệ thống của em cũng vậy, nói chung em rùa thôi, nhưng mà em là làm hơi đúng một chút, đó là thời gian đầu là vô, sau đó Kim Trung tách ra, đúng không ạ? Rồi sau đó Trang tách ra, rồi có những người này người kia tách ra, và chính những người như thế bây giờ cái hệ thống của họ rất là bùng nổ và họ hoàn toàn là chủ động, hoàn toàn là tự lập công việc kinh doanh của mình luôn, và mình không cần phải khe một cái gì hết. Người ta cần thì nhắn tin đến mình thì mình hỗ trợ thôi, và gần như không khe gì cả, và như thế doanh số mình mới bùng nổ. Còn việc mà mình cứ khe người ta hoài á thì nó chỉ ra một cái con số, vẫn là doanh số không cao, nói chung là vừa để mà đủ để mà sinh sống thôi, em thấy như vậy. Nên mọi người nếu mà làm được thì hãy là hỗ trợ họ thời gian đầu tiên, sau đó khi người ta vững rồi hãy cho người ta tự ra để làm lãnh đạo, phải nói là để ra cho họ làm lãnh đạo, thì như thế hệ thống của mình nó mới khỏe được và nó mới auto được. Đó là như vậy. Và có một điều nữa là em muốn chia sẻ là việc mình làm hệ thống thì cũng như vậy thôi, vấn đề nó cũng nhiều lắm, vấn đề nó cũng nhiều, các thứ kiểu nó cũng nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà em cũng muốn kể luôn là trong cái việc mình làm hệ thống có một cái thời điểm mà cái team của em đang làm rất là mạnh, được không ạ? Tại vì nó làm ra kết quả tốt, nhưng sau đó có một vài thành phần trong team theo cái xu hướng là tiền điện tử anh, Bitcoin á, nó vào rất là kinh khủng. Thì cái team của em nó bị ảnh hưởng. Rồi sau đó có những thành phần trong team của em lại đi cà phê riêng với những cái người mà người thân của mình luôn để chốt là đi Bitcoin đi. Đó, lúc đấy thì đó là một cái vấn đề trong việc hệ thống của mình, đúng không ạ? Thì lúc đấy em cũng không biết là thế nào, tại vì mình mới lên làm lãnh đạo thôi. Thì lúc đấy em kệ mặc luôn, mình cứ tập trung mục tiêu của mình đi thôi. Em cứ tập trung mục tiêu của mình đi thôi. Anh sao cũng được, em không biết, nhưng mà em vẫn nói luôn là đừng làm ảnh hưởng đến hệ thống của em, và nhưng em cũng không có khe họ nhiều nữa, em tập trung mục tiêu em đi thôi, em cứ làm thôi. Và sau đấy người ta rời đi, sau đó người ta sấp mặt, đúng không ạ? Nhưng mà người ta quay lại. Nhưng mà rõ ràng cái khoảng thời gian đấy em, đối với em là một cái vấn đề rất là khó khăn á. Thì mình nghĩ thôi, cái hệ thống của mình đang tốt xong rồi bị lũng đoạn như thế, đó là một cái khó khăn. Nhưng mà mình cứ tập trung mục tiêu mình đi thì cuối cùng là rất là ok. Sau đó những cái bạn nó đi, sau đó lại sấp mặt lại quay lại. Đó là như thế. Nói chung là việc làm hệ thống có rất nhiều cái để mình nói. Và em cũng muốn thêm một cái điều nữa là khi mà mình làm hệ thống á, thì các bạn để ý hãy làm thế nào luôn luôn có hai cái để song song, giống như này em nói á, hãy làm cho các bạn đấy nó vững cái mái chèo bán hàng để các bạn tập trung được cái về phần tuyển dụng. Đó là như thế. Đó là về phần hệ thống mà em muốn chia sẻ. Chắc chắn là sẽ có rất là nhiều cái để mọi người có thể áp dụng trong công việc kinh doanh của mình đấy ạ. Rồi kết quả mà bây giờ em sấp mặt nhiều rồi. Sau những cái thăng tầm đó thì em kể tiếp là cho đến thời điểm hiện tại. Yeah, nếu mà đến về thời điểm hiện tại thì phải nói là mình cũng khỏe khá là nhiều. Mình cũng khỏe khá là nhiều luôn. Thì chẳng biết nói sao nữa. Thì do mình làm tốt được hai cái mảng anh, luôn luôn làm tốt hai cái mảng là bán hàng và phát triển hệ thống, nên cái doanh số của mình rất là cao. Thực sự em cũng muốn nói đến một cái điều, đó là cái top GSV luôn, đúng không ạ? Tại vì thực chất là cái thời gian đầu em làm á, em bán rất là tốt, nhưng á, em không có vào điểm nhiều đâu. Em vào chỉ đủ 3.000 thôi. Xong tại vì lúc đấy lãi em nhiều lắm,
nên tiền hoa hồng em chỉ là một phần nhỏ trong đấy thôi, đúng không ạ? Thế thì á, lúc đấy là mình chỉ vào 3.000 điểm thôi, còn lại mình giữ điểm lại cứ để lại chơi cho vui vậy thôi, em chả hiểu nữa. Nhưng mà sau đấy có một cái tháng mà trời ơi, doanh số team khủng cực kỳ luôn, người đâu mà 10.000 điểm, 20.000 điểm, mấy chục ngàn điểm á, trời ơi, cái đó bảo khiếp thế. Tại vì quan trọng trong team có người làm được thì mình mới muốn làm như vậy. Và mình thấy bắt đầu những cái tháng sau á là mình sẽ cái đội sale của em chuyển qua sản phẩm cao cấp, đúng không ạ? Cái năm ngoái thì em vẫn là hai nhân viên sale, em chuyển qua sản phẩm cao cấp bằng máy, bằng máy Galvanic đó. Thì em chuyển nhân viên qua bằng máy, sau rồi hệ thống của em chuyển dần qua sản phẩm cao cấp luôn. Bắt đầu từ những cái sản phẩm sau khi lăn là những cái thực phẩm uống. Nói chung là đời em trải qua nhiều sản phẩm lắm rồi, từ lăn kem nha, sau đấy là team em đổi qua sản phẩm uống, vì trong cái đầu mình luôn tư duy là bán sản phẩm cao cấp, điểm doanh số nó mới cao. Thì sau đấy là em bán sản phẩm cao cấp là R2 Westpen, các thể loại uống bên trong ấy đó, thời điểm đấy. Và nhân viên em cũng có một đứa thì nó bán sản phẩm uống, một đứa thì bán Galvanic, đúng không ạ? Rồi sau thời điểm đấy là chuyên về những sản phẩm làm đẹp như Chufay Galvanic luôn, tức là tập trung bán sản phẩm cao cấp, không có bán những cái sản phẩm lăn nữa. Thật sự là lăn lẽ không phải là không bán, mà em vẫn bán, tại vì em chỉ ví dụ như những cái người nào mà thôi, cái này lát em bổ sung sau. Tức là em lúc đấy là tập trung vào sản phẩm cao cấp, vẫn có bán lăn nhưng mà mình bán ít hơn, tập trung vào sản phẩm cao cấp nhiều hơn. Và chính vì thế từ nhân viên của mình không thì nó cũng sẽ mang lại cho mình vài ngàn điểm rồi, 5.000 điểm rồi. Em nói thật, nếu mà nhân viên bán không là cũng đã tầm 5.000 điểm rồi, đúng không ạ? Và sau đấy là lúc đấy mình còn hỗ trợ hệ thống mình bán nữa, thì cái điểm doanh số của mình cao là đến từ hai thứ. Thứ nhất là đội sale của mình, cái thứ hai là về cái hệ thống của mình, nhưng mà tập trung đúng một sản phẩm cao cấp thôi. Và khi mà bắt đầu khi vào những cái con điểm cao á, bắt đầu là 3.000 đúng không ạ, em lên 4.000, xong lên 5.000, lên 6.000. Và từ hồi chắc là một năm trở lại đây thì không phải, nó rất là lâu rồi, em cũng chả nhớ đến khi nào em 3.000 và khi nào em cao điểm hơn nữa. Và rất lâu trở lại đây rồi, và điểm doanh số em cực kỳ cao luôn. Nói chung không có khái niệm 3.000 trong đầu đâu, từ 4.000 trở lên hết. Và bây giờ em bắt đầu vượt lên những cái ngưỡng tốt hơn. Dạ đúng rồi ạ. Và tháng gần nhất Velocity vào á, thì em quất luôn 10.500 điểm. Nói chung là mình đón sóng thôi ạ. Lúc đấy em muốn có hai điều. Thứ nhất là khi mình làm doanh số khủng á, mình phải nghĩ đến hai điều thôi. Thứ nhất là tại sao mình phải làm con số đấy. Cái điều đầu tiên em nghĩ không phải là nó, điều đầu tiên chắc chắn là tiền hoa hồng rồi, đúng không ạ? Thì hoa hồng rất cao, thực chất là tháng vừa rồi em nhận hoa hồng rất cao. Nhưng mà cái quan trọng ở đây em muốn nói là gì? Tại vì em ở đây bây giờ là mình là một leader rồi, lúc này là mình cái suy nghĩ khác rồi. Mình muốn làm con số cao để cho hệ thống mình làm theo. Mình làm được, hệ thống mình nó mới làm được. Em muốn khẳng định cái điều đấy luôn. Và chính vì điều đấy nên doanh số hệ thống em rất cao. Từ ví dụ như Trang, Huyền Trang cũng rất cao, Phi cũng rất cao, Phát cũng rất cao. Và từ Phi có Ghi Chi cũng rất là cao luôn. Thật ra không có những bạn không biết em làm doanh số cao đâu, nhưng mà em nghĩ là vì em làm như thế nên nó thu hút cái hệ thống của em nó làm được như thế. Và em cũng muốn là mình cứ làm đi, làm hết sức mình đi, rồi sau đó hệ thống mình sẽ học theo. Còn mình không làm được thì á, downline của mình nó sẽ không làm được đâu, nó không biết ở đâu mà nó làm hết ạ. Nên mình phải làm nên những cái con số như thế để cho hệ thống mình bùng nổ. Và chính vì vậy nên á, khi mà mình xác định lý do tại sao mình phải làm con số đấy thì mình bắt đầu nghĩ ra chiến lược là em phải làm gì. Và đúng vào tháng vừa rồi á, thì em tập trung đội sale là bây giờ tháng này chị sẽ tính lương của em dựa trên điểm. Đó, ví dụ mấy nghìn điểm này là chị thưởng thêm tiền, mấy nghìn điểm này là chị thưởng thêm tiền. Rồi sau đó mình tập trung hỗ trợ hệ thống nữa thì bắt đầu nó lên, đúng không ạ? Đó là một cái cách rất là hay để chia sẻ cho mọi người để làm một cái doanh số khủng. Dạ. Rồi còn gì nữa không ta? Tiếp. Em không biết là chia sẻ thêm gì nữa chứ. Nói chung là công việc này em muốn nhấn mạnh là đi đi lại lại cứ song song hai cái là lúc nào mình cũng không phải sợ. Tại vì em có bán hàng tốt nên em không bao giờ sợ gì luôn. Có tháng là em méo tuyển dụng có được ai, em phải nói như vậy luôn. Có nhiều khi những cái câu từ đó em muốn nói ra là vì sao, vì nó ghi khắc trong những cái khoảnh khắc đấy là em không tuyển dụng được ai luôn. Nhưng mình có cái hệ thống nhân viên mình bán nên điểm doanh số mình vẫn cao, không bao giờ có 3.000 hết á. Đó, nên khi mọi người làm vững được cái bài toán nhân viên cũng rất là tốt. Rồi sau đó mình có thời gian để mình làm cho cái hệ thống của mình. Đó là như thế. Và thực sự là gì, bây giờ muốn chia sẻ gì nữa đó? À, em muốn chia sẻ một cái bán hàng ấy, là để mà nếu mà có doanh số cũng như vậy á, thì thực chất là tất cả em đưa về phễu hết. Thì em có một cái hai cái Facebook rạch ròi luôn. Và em thấy em đang làm cái hai cái Facebook này rất là hiệu quả. Đó là một cái Facebook là về chuyên về PR thương hiệu,
và một cái Facebook chưa phải bán hàng. Và từ đầu khi mà em làm, em nói chung em làm rùa thôi và may mắn lúc nào nó cũng hơi hơi đúng hết, đúng không ạ? Thì đầu tiên là em mới bắt đầu vô làm skin, em làm 2 phase rồi. Em một làm một phase là về thương hiệu, em đăng rất là nhiều về cái điều em đạt được ở Nu Skin và em thay đổi như thế nào, em làm được gì cho ba mẹ em, rồi em làm được gì cho những cái người trong hệ thống của em đó. Thì vì em làm cái Facebook đấy mà bây giờ em nói thật là cái Facebook tự nhiên, Facebook của em á, là đều có những cái người người ta liên hệ tự nhiên luôn. Giống như chị Nam Phương còn nói là đủ đủ gì đủ gì hoa sẽ nở ấy. Đúng rồi, đó đủ thì là hoa sẽ nở. Là đủ, đúng rồi, cũng sẽ tới đấy. Thì giống như là em nuôi cái Facebook bán hàng, Facebook thương hiệu của em rất là lâu rồi. Anh biết là em làm được gì cho ba mẹ em cũng up lên. Em nói chung là những cái trải nghiệm rất là thật lòng của mình thôi. Ngày xưa mình đi làm cực như nào, ngày xưa mình đã từng trải khổ cực như thế nào, giờ mình như thế nào. Em đăng rất là nhiều những bài như thế nên Facebook của em rất là hút. Bạn bè em nói là đi luôn hay gặp em thì hay nói là dạo này tốt quá ha, đi chơi được nhiều quá ha, các kiểu. Đó, nên em tạo được cái mối, cái hình ảnh rất là tốt đối với những người xung quanh em. Và đó là một cái cách để mà mình thu hút tuyển dụng rất là tốt. Và em nói rồi, dù là thầy đi chăng nữa cũng nói là cái Alan Gao nó là từ những cái mối quan hệ. Và chính Facebook mình làm tốt thì cái việc tuyển dụng của mình nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và những người trong mối quan hệ là những cái người sẽ gắn bó với mình lâu dài nhất. Đó là về bên tuyển dụng. Còn cái Facebook thứ hai là về bán hàng. Thì tất cả những khách mà từ khi em làm Nu Skin đến giờ, tất cả em đưa về đúng một Facebook thôi. Là bây giờ em làm gần 3 năm, thì 3 năm này em chạy bao nhiêu khách là em đưa hết về một cái Facebook đấy luôn ấy. Không có đi đâu lọt lòi hết á. Nên ở trong Facebook đấy thì mỗi ngày nhân viên của em đều phải up sản phẩm. Mỗi ngày đều mà livestream hoặc là mỗi ngày up sản phẩm rồi đăng những cái về PR thương hiệu, về bán hàng ấy. Là mình là đại lý lớn các kiểu anh. Thì cái đấy nó cho khách hàng một cái hình ảnh rất là uy tín. Nên em có những cái khách hàng mà mình chỉ cần đăng bài lên thôi là khách hàng tự động vô hỏi em nên này nhiêu, em nên này nhiêu, và cái tỷ lệ rất là cao. Nên nhiều khi không có quảng cáo thì nó thực chất là em cũng không có lo. Thì cứ lầy trong cái đám khách hàng ở trong Facebook của em thôi là được rồi. Đó, nên khi mọi người làm được hai cái này rồi á, thì mọi người khỏe được cái khoảng là cái nguồn khách cũng như là nguồn về người tuyển dụng đến với mình. Đó, em nghĩ nên mọi người nên làm thêm cái này. Đó. Nó là như thế. Nói chung là từ khi làm Nu Skin đến giờ, nói chung Nu Skin làm thay đổi em cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là thay đổi cực kỳ nhiều luôn. Nói chung là em rất là hạnh phúc luôn ấy. Chẳng biết nói gì hết. Nói chung là làm sống chết luôn. Bảo là đây là cái mà công việc gắn bó đến cuối đời rồi, không có công việc nào khác nữa. Chắc chắn luôn rồi. Chắc chắn là 100% là như thế. Em nghĩ đến ngày xưa mình làm khổ cực bao nhiêu, giờ mình khỏe bao nhiêu. Đó là như thế. Tưởng bấy nhiêu đúng không? Đúng rồi, bây giờ sướng mấy nhiêu. Nói chung là cũng chưa sướng đâu anh, bây giờ mình cũng cày. Một câu chuyện rất là đặc biệt đến từ bạn Phương Mai. Và chúng ta có những câu hỏi gì dành cho bạn Phương Mai đó, thì chúng ta cùng đặt câu hỏi cho Phương Mai nhé các bạn. Một cái điều mà mình muốn chia sẻ thêm với các bạn đó là về Phương Mai. Đó là mình nhớ là cái ngày xưa đó, là Mai là dậy từ rất sớm và làm cho đến khuya. Và có là anh thấy là hình như là em làm 3 tháng liên tục, và đến là cái ngày cuối cùng của tháng thứ 3 là em bị ốm và em nằm luôn cả tuần đúng không? Dạ đúng rồi ạ. À, có là đây đúng nghĩa là tiền đề chết người đấy. Đúng vậy. Là điên cuồng ý. Chính xác. Thì chúng ta thấy một điều rằng á, là bên cạnh mà chúng ta bán lẻ, nhưng chúng ta cần phải hiểu một điều rằng là chúng ta bán cũng không nhiều quá. Bởi vì bán chúng ta nhiều quá thì giống như Phương Mai đó, là sau đó chúng ta sẽ có một cái thời gian đó là chúng ta nằm vật vã với nó. Đúng không? Chúng ta không có sức khỏe. Mà cái hôm mà mình có chia sẻ với chúng ta đó là về cái bánh xe cuộc đời đó, thì chúng ta cần phải làm tròn về bánh xe cuộc đời của mình, cần có thời gian để rèn luyện cho sức khỏe. Đó là cái thứ nhất, để rèn luyện thì còn có tập thể dục thể thao. Cái thứ hai đó, chúng ta dùng những sản phẩm của Nu Skin đã cung cấp cho chúng ta thì nó là những sản phẩm rất tốt rồi. Thì bên cạnh rồi kèm theo đó là mình cũng có cần thời gian cho việc mà mình đi du lịch. Mình tận hưởng với cái cuộc sống để mà mình tăng lên cái yếu tố về cảm xúc, về sự sáng tạo trong tâm trí của chúng ta. Thì mỗi năm như vậy là công ty đã tổ chức cho chúng ta đó là 6 cái chuyến đi như vậy. Và thường thì chúng ta sẽ đi cùng với người thân. Thì như Phương Mai đó là Phương Mai đã đưa mẹ của mình đi cái chuyến Nhật Bản vừa rồi đúng không? Còn cái chuyến Sydney dạ, thì rồi. Phương Mai lại đưa anh trai. Đó. Anh trai. Thì cái chuyến Bali thì đưa mẹ đi nhưng lại mẹ không đi được đúng không? Thì đúng em có thể chia sẻ cho mọi người về những cái kỷ niệm trong những cái chuyến đi đó và làm sao em đi được, rồi cái cảm xúc của em khi mà em đưa được ba mẹ của mình đi trong những chuyến đi đó như thế nào, chia sẻ thêm cho mọi người về những cái câu chuyện đó đúng không, để thấy là okay là vào công việc kinh doanh Nu Skin thì chúng ta làm tròn bánh xe cuộc đời
và chúng ta được sống một cuộc đời đúng nghĩa. Đó là khi chúng ta làm blue skin là chúng ta làm để sống một cuộc đời đúng nghĩa, chứ không phải chúng ta chỉ đơn thuần là làm để kiếm tiền không, mà chúng ta còn có cả một cái phong cách sống ở đây. Và mời em chia sẻ. Dạ rồi. Thế thì phải chia sẻ như thế nào nhỉ? Tại vì khi mà em làm với Nuskin thì gần như em không có bỏ chuyến đi nào hết. Thì bây giờ mà rất là nhiều chuyến đi, nhưng mà phải nói nữa. Dạ ok. Thế là mọi người cứ theo dõi nha. Thì em sẽ rồi thì mình thì Mai muốn chia sẻ cho mọi người cái chuyến đi mà Mai đi cùng với Nuskin nha. Thật ra từ khi Mai làm đến bây giờ là đi đã gần như không bỏ qua một cái chuyến đi nào hết, đi trong nước, đi ngoài nước. Phải nói thực sự mà ấn tượng nhất là hai chuyến đi, một đó là đi nước ngoài theo cái chương trình mà Sydney á, là một. Thì cái chuyến đi đấy là Mai đi cùng với anh trai. Thật ra mà cái chuyến đi cùng với anh trai là cũng phải nói là mình sao á, mình làm rất là tốt, nhưng mà mình nói với gia đình mình đi du lịch là không ai đi, chả hiểu nữa. Ba mẹ thì kêu là yếu bệnh không đi đâu, cô đưa tiền đây thì được chứ đi làm cái gì đó. Xong là ba mẹ không đi, nhưng mà quan trọng nhất là do sức khỏe của ba mẹ thôi. Thực ra là mình cũng đưa nhiều sản phẩm cho ba mẹ uống rồi, nhưng mà nó cũng cải thiện một phần, nhưng mà ba mẹ vẫn còn lo ngại về sức khỏe nên không có dám đi nhiều. Thì cái chuyến đi Sydney đấy là mình chỉ mang được anh trai đi thôi, mà hành trình để thuyết phục anh trai mình đi Sydney là cũng phải là hành trình đầy nước mắt. Mình phải nói như thế. Em đang kể cái chuyến đi Sydney anh ạ, thuyết phục anh trai em đi. Dạ, thì đó là hành trình đầy nước mắt luôn. Ai mà người ta nghe đi du lịch thích lắm, nhưng mà gia đình em là không ai thích đi du lịch hết, kỳ vậy đó. Thì cái hành trình đấy là em thuyết phục anh trai đi, anh trai em ok đi rồi. Nhưng mà đến khi mà em đã vừa nộp visa xong, đóng tiền hết các kiểu xong rồi, làm mọi thứ xong xuôi hết rồi, em bỏ tiền ra làm hộ chiếu cho cả anh trai em luôn, làm hộ chiếu gấp lấy liền trong Hồ Chí Minh luôn á, em làm tất cả mọi thứ rồi. Nhưng đến gần khi đi, anh trai em nói là thôi không đi ở đâu. Nói vậy đó, nhưng mà lúc đấy công ty đã đưa ra những cái thông báo là nếu không đi mình sẽ bị phạt mấy ngàn đô ấy. Xong rồi với lại là mình bị hụt hẫng, luôn cố gắng nỗ lực mọi thứ. Xong rồi đến khi đi rồi, làm visa xong xuôi các kiểu rồi nộp rồi, anh mình kêu không đi nữa. Lúc đấy anh trai em gọi điện cho em kêu là thực ra là cái này đi ở nước ngoài nhưng mà đi với những cái người không quen biết. Thì anh nói thật, tao nói thật với mày luôn á, tại vì anh em xưng mày tao mà, tao nói thật với mày luôn, thà tao đi với bạn tao ăn mì tôm tao còn thấy thích. Đó, anh trai em lúc đấy là nói như thế. Em khóc quá rồi, khóc luôn. Em vào, lúc đấy là em ở trong văn phòng, em vào trong phòng nhà vệ sinh ấy, em khóc. Em ở không biết làm thế nào hết. Cái sau đấy lúc em khóc đã đời xong mà hai đã suy nghĩ kỹ chưa. Cái xong á, anh em mới nhắn lại là thôi, bây giờ nãy giờ tao suy nghĩ rồi, tao thấy tao không đi còn trong người khó chịu hơn cả tao đi nữa, vậy thôi tao đi. Tức là vì khó chịu với em gái nên mới đi. Tức là tội em gái á, em gái cố gắng làm cho mình đi, cuối cùng mà mình xong mọi thứ rồi mình không đi á, thì anh kêu là em là đi. Và cái chuyến đi đấy đi về á, chính anh Linh cũng biết mà đúng không ạ, anh trai em thay đổi rất là nhiều luôn, cảm thấy vui và hứng khởi lắm, mọi thứ cực kỳ tuyệt vời luôn. Nói chung là về đã, đi về đã quá, sướng quá. Nói chung là như thế. Đó là cái chuyến đi đầu tiên mà em gây ấn tượng nhất. Còn những cái chuyến đi một mình thì em không kể ha. Và em kể đến cái chuyến đi gần đây nhất là tháng 4, là em đưa được mẹ đi Tokyo. Và thực chất em đã kể rồi đó, em đưa ba mẹ em đi rất là khó. Và cái việc mà lần này em thuyết phục mẹ em đi không phải là vì em thuyết phục được, mà vì là thằng con của nhà hàng xóm, đó là Trần Nhật Linh á. Em vẫn phải cảm ơn Nhật Linh. Là gì? Thật ra là Trần Quang Tiến với em là bạn thân hồi cấp 3, chơi từ bé, đúng không ạ? Thì Linh có, Tiến có em trai là Trần Nhật Linh. Thì cái đợt đấy là Tiến mang được ba đi, còn Linh mang được mẹ đi. Tức là mình làm hết sức để cho ba với mẹ đi á, thì Linh mang được mẹ đi. Thì vì Linh mang được mẹ đi nên vì nhà của Tiến là hàng xóm của nhà em, đúng không ạ? Nên mẹ em mới chịu đi. Mẹ em kêu là đi như vậy mới có bạn có bè mới vui, chứ không đi một mình tao không biết. Đó, như vậy. Nên vì vậy nên á, rất là nhờ Linh. Vì chính vì Linh mang được mẹ của Linh đi mà mẹ em mới đồng ý đi. Và chính Linh là cái người dẫn mẹ em lên trên phố làm hộ chiếu. Đó, chứ em không có về để đưa mẹ làm hộ chiếu. Tại vì đợt đấy là Linh nó về dẫn mẹ của Linh đi làm hộ chiếu á. Đó, nên tất cả mọi thứ đều rất là dễ dàng. Chứ mà bảo mẹ mà lên làm hộ chiếu là chắc chắn mẹ không làm, mẹ lại kêu không đi nữa. Đó, là như thế. Và mẹ em lại cũng bị một cái y cha anh trai em, đến ngày gần đi kêu mệt quá không đi nữa. Tụi em mệt lắm. Nhưng mà cuối cùng thì cũng nói tới nói lui thì mẹ cũng đồng ý đi. Và khi mà mẹ đi thì cảm thấy cái chuyến đi này cực kỳ có ý nghĩa với em, nó là một kỷ niệm lắm. Nói chung là mình hạnh phúc.
phải nói là mình hạnh phúc. Tại vì khi mà mẹ đi là nói chung là mọi người theo dõi Facebook em thì sẽ thấy em cập nhật từng cái một luôn, yêu thương lắm. Mẹ em đi rất là khỏe, trong người rất là hào hứng, xách vali đi phăng phăng này nào, đã lắm, lúc nào cũng cười, con ơi chụp hình đi các kiểu đó, rất là hay, rất là vui, hạnh phúc luôn. Chụp hình đủ luôn anh, chụp hình nhiều lắm, trời ơi. Mẹ em tự sướng ngang em đó. Nhưng mà chụp hình vui lắm, đụng cái gì cũng chụp hình, đụng cái gì cũng chụp hình hết, tự sướng đi con, hai mẹ con mình chụp đó. Xong rồi á, là quan trọng nhất là những cái trải nghiệm về những cái ngày đi. Tại vì mẹ em được trải nghiệm, thứ nhất là ăn được món ăn ngon nhất, đúng không ạ? Được trải nghiệm những thứ thích nhất. Xong rồi, nói chung là khuôn mặt mẹ em cực kỳ hạnh phúc, sướng và nói chung là rạng rỡ cực kỳ luôn. Nếu là mình là một người con mà thấy phụ huynh của mình, ba mẹ mình á, là cái mặt mình rạng rỡ như thế nào, là khuôn mặt mình rạng rỡ là mình cảm nhận được mà. Nhưng mà đây là người thân của mình, nhìn khuôn mặt rất là hạnh phúc và rạng rỡ, trời ơi mình ấm lòng cực kỳ luôn. Và thực sự cái chuyến đi đó em hỏi mẹ luôn á, là mẹ thấy như thế nào, gọi là vui, sướng đó. Tức là em muốn hỏi để cảm nhận thực sự của mẹ như thế nào á. Mẹ nói là vui rồi sướng lắm con, nói như thế. Nên em cũng nói là mình vui, em rất là hạnh phúc luôn. Nhưng mà quan trọng á, em có một cái điều mà em muốn kể cho mọi người trong cái chuyến đi này là hai cái nhỏ, nhưng mà nó kỳ lắm, nhưng em cũng muốn kể. Tại vì thôi mình thà mình chia sẻ thật đi cho nhau cùng hiểu. Mà em nghĩ cái tức là mẹ mình là ở quê đúng không? Em chắc chắn là ở đây có rất nhiều bạn là phụ huynh mình là ở quê. Và mình không hề nghĩ là khi mà mình làm cũng có tiền các thứ, nhưng mà mình ở xa nhà quá, đôi khi mình không lo chu toàn được hết. Thật ra nhà em thì ba mẹ cũng làm không được nhiều tiền, nhưng mà về việc ăn uống thì không có bao giờ lo nghĩ gì hết. Nhưng mà cái đợt em đi đó là đặc biệt cái đêm cuối cùng mà cái lễ hội ấy anh, cái party lễ hội của công ty á, thì lúc đấy là công ty có trưng bày đồ ăn, đó là tôm hùm ấy. Xong rồi mẹ em á, mẹ em ăn xong mẹ em kêu là lần đầu tiên mẹ được ăn. Cái tự nhiên mình cảm thấy là đôi khi ở trong cái cuộc sống này á, mình vội quá, đôi khi mình đâu có biết những cái nhỏ như thế đâu. Mẹ kêu là lần đầu tiên mẹ được ăn, ngon quá con ơi. Thế là em cứ chạy ra em lấy hết, lấy để lấy qua lấy lại luôn, mẹ ăn cho thoải mái đi. Đó, thực sự rất là hạnh phúc luôn ạ. Thực sự rất là hạnh phúc, bảo là mẹ lần đầu tiên ăn xong ngon quá vậy con. Các mọi người nghĩ là mẹ mình là ở quê, lần đầu tiên được trải nghiệm một cái món nó sang như thế, nó hay như thế. Thật ra mình cũng đã ăn rồi, em cũng không được ăn nhiều đâu, đúng một lần đi Nha Trang thôi. Nhưng mà tự nhiên mẹ mình ăn mình cảm thấy khác, mình ăn thì mình không thấy sao nha. Mẹ mình ăn, mẹ mình nói là ngon, lần đầu tiên ăn thì mình cảm thấy cực kỳ nó cảm xúc luôn. Là cái đầu tiên. Rồi cái thứ hai nữa, nó cũng tế nhị thôi nhưng em cũng muốn nói. Đó là ở bên Nhật, nền xã hội của họ rất là văn minh đúng không ạ? Và ở bên Nhật thì rất là nổi tiếng về cái bồn cầu đúng không? Là nó tự điều chỉnh theo nhiệt độ, rồi có nhạc, có các thứ nữa. Mẹ em cũng khoái với cái phần mà xả lắm. Đó, mà khi ở ra bên Nhật á, trời ơi đi vào nhà vệ sinh ấm mông, mẹ em kêu là sao mà đã vậy con? Sao mà sướng vậy con? Sao mà đã vậy con? Sao mà sướng vậy con? Ngồi lên là nó ấm ơi là ấm luôn, sướng ơi là sướng. Trời ơi. Thật ra đó cũng là trải nghiệm đầu tiên của em luôn, ngồi trên cái bồn mà nó ấm, em cũng thấy khoái rồi. Nhưng mà khi mẹ thúc vào cái câu đấy á, thì mình nói lại thấy khác. Mình thấy nó có rất là giá trị khi mà mình đưa cái phụ huynh của mình ra bên ngoài. Những cái trải nghiệm bé thôi, nhưng nó làm thay, nó làm cho mẹ phụ huynh của mình á, có một cái suy nghĩ khác. Và nó rất là vui, rất là hào hứng và hạnh phúc. Em nghĩ như thế. Nên đây là chia sẻ rất là thật. Nên em tin chắc chắn là rất là nhiều bạn mình có thể có cuộc sống tốt, mình có thể là ăn ngon đẹp một chút đấy, nhưng mà đôi khi mình hãy nghĩ để cho phụ huynh mình một chút xíu. Và nếu mà được nhất thì hãy làm hết sức mình đi, dẫn hết ba mẹ của mình đi những chuyến du lịch của công ty, vì nó quá tuyệt vời luôn. Vì là 5 sao, dịch vụ tốt nhất, đồ ăn ngon nhất, mọi thứ đều tốt nhất, trải nghiệm tốt nhất luôn. Nên gì vào trong Nuskin mọi thứ đã trải sẵn hết ra rồi. Là tháng này anh được đi này, tháng kia anh được đi kia, anh có thời gian để chuẩn bị đấy. Công việc của anh là gì? Làm thôi. Làm thôi mà lấy thôi, anh không lấy thì người khác lấy, anh không đi người ta đi, thế thôi. Đó, nên em cũng muốn chia sẻ là các bạn hãy cố gắng nỗ lực làm sao để cho cái phụ huynh của mình được đi hết cái chuyến du lịch của công ty, thì đó là điều cực kỳ tuyệt vời luôn. À, quên, em có thêm một cái ý nữa là nãy em có chia sẻ rồi, tức là sau cái chuyến đi về là mẹ vui, mẹ hạnh phúc đấy đúng không ạ? Nhưng mà dư âm còn mang lại, bởi vì bố em là người ở nhà đúng không? Bố em không được đi đúng không? Nhưng mà sau khi mẹ em vừa đi từ Tokyo về là bố em phải về quê để ăn giỗ ông nội em.
Thì khi bố em đi về quê á, cái tin nhắn đó em giờ vẫn còn luôn mà. Bố nhắn tin cho mẹ kêu là ở dưới quê á, mọi người thấy em dẫn mẹ em đi Nhật Bản á, mọi người kêu là rất là tự hào về con gái của ông luôn. Mọi người nói vậy á, là rất tự hào về con gái của ông. Con gái của ông giỏi quá, các thứ kiểu. Ngày xưa em làm không ai nói gì hết, nhưng mà khi em mang được mẹ đi du lịch nước ngoài á, thì đó là bài toán cực kỳ khác luôn. Ngày xưa em đi em mang anh trai em đi, ngày xưa em đi một mình em, nhưng nó thực sự là nó cũng có ý nghĩa, nhưng mà nó không có lớn. Và khi chính thức là em mang được mẹ đi Tokyo, nó gần như thay đổi cả dòng họ của em luôn ấy. Mọi người suy nghĩ khác về em, mọi người thấy em là một người con rất là tuyệt vời luôn. Và đến bây giờ vừa mới đây em đi về đám cưới của bạn thân ở trong xóm á, thì xung quanh cái xóm đấy nha, nói chung ai cũng kêu là con gái của cô giỏi các kiểu á, xong rồi cũng bảo là cháu giỏi quá. Xong rồi bạn bè của mẹ em ở trên phố xuống cũng kêu là đây là con hôm bữa dẫn đi Nhật hả, xong rồi giỏi quá ha, con đẹp gái quá ha, các cái kiểu. Tự nhiên mẹ em sướng lắm, mẹ em là y anh ạ. Để em là BISC là y, nên mẹ khoái cực kỳ luôn, sướng cực kỳ luôn đó, nên em thấy hạnh phúc cực kỳ đó. Nên gì thì gì mọi người nên cho ba mẹ mình đi du lịch nước ngoài đó. Đó là như thế anh ạ, đó là hai cái ấn tượng nhất. Tuyệt vời. Dạ. Em các bạn có câu hỏi gì thì chúng ta cứ đặt câu hỏi cho Mai nhé. Em có thể chia sẻ thêm cho mọi người là làm sao để mà em phát triển về cái năng lực của mình ấy lên một cách tối đa. Cái động lực gì nó tạo cho em là em quyết định làm 100% và em cháy hết mình như thế? Dạ. Thì cái động lực á, thì nói chung á là phải nói là một cái khoảng thời gian để mình nhìn ra, chứ không phải là dễ đâu. Thật ra mình muốn làm công việc gì cũng vậy, cái điều đầu tiên mình phải nói là tại sao mình phải làm công việc này. Lúc nào anh Linh hay là Tiến cũng lúc nào cũng nhắc là tại sao phải làm công việc này, tại sao phải làm công việc này, nó có ý nghĩa gì với mình. Và thực sự em cũng phải lay hoay một thời gian á, thời gian đầu em làm xong rồi mãi mình may mắn là có một đợt là anh Kiên á, anh Nguyễn Trọng Kiên á, anh cốt em ấy, đấy là anh hỗ trợ cho em trong cái hộ, có một đợt ở trong cái quán cà phê ở quận 1 á, là tại sao phải gọi vào con tim á, thì đó là em mấp mé được cái điều mà ý nghĩa của cuộc đời em. Và sau đó phải thực chất mà để mà em biết được cái điều đấy thì chỉ có một thứ thôi, đó là học viện Team Leadership Training ở Cao Minh. Thì cái đấy lúc đấy mình mới thấm nhất và mình thấy mình cái động lực kinh khủng nhất. Cái trong cái chương trình đấy thì em cảm thấy là mình biết được những cái hạn chế của bản thân mình. Mình biết là tại sao mình, đúng là mình cũng đã làm, mình cũng là quyết liệt đấy, nhưng cũng có những cái lúc mà mình không khó khăn hay các thứ kiểu, mình có những cái tiêu cực ở bản thân. Thì trong cái chương trình đấy mình lột tỏ mình ra hết luôn, mình là con người như thế nào. Và sau đấy mình biết được thực sự rõ rệt cái động lực của bản thân mình. Động lực của bản thân em chính là gia đình em thôi, không có gì cả. Tuy là con gái nhưng mà em suy nghĩ đàn ông lắm, nói chung là không biết sao nữa. Nói chung là một cái động lực và ý nghĩa cuộc đời em mà để cho ba mẹ em có cuộc sống rất là tốt, nói chung là sức khỏe, rồi cơm no áo mặc đầy đủ, rồi cuộc sống cực kỳ tốt. Đó là ý nghĩa cuộc đời của em vậy. Tại vì gia đình em, bố mẹ em yêu thương em lắm, nhưng mà khổ. Đó nên em muốn làm tất cả mọi thứ là vì ba mẹ em. Thì trong cái đấy em, trong cái chương trình đấy em ơi, thấy em có sức khỏe kinh khủng khiếp. Mình sau khi mình xác được cái ý nghĩa được ý nghĩa cuộc đời á, mình mạnh mẽ cỡ như nào, khủng khiếp lắm ạ. Nên em muốn nói là nếu mà các bạn nào chưa tìm được lý do tại sao mình phải làm công việc này, tại sao mình phải thành công, hoặc tại sao mình cần phải làm tốt, thì nếu bản thân bạn không có suy nghĩ được câu trả lời thì hãy đi cái chương trình là Leadership Training ở Cao Minh. Thì chắc chắn cái chương trình đấy sẽ cho mọi người cực kỳ nhiều. Và giống như em bây giờ là mình chiến đấu khô máu luôn, không biết gì luôn. Đó, rất quý mọi người đi chương trình đấy. Quá hay, rất tuyệt vời đúng không? Leadership Training á, thì chúng ta sẽ có chương trình tiếp, đó là ngày 10, 11 và 12 tháng 7 là chúng ta có chương trình Leadership Training. Thì chúng ta cứ inbox cho cái người mà đã tag chúng ta vào trong cái live buổi tối nay để chúng ta xem nha các bạn. Họ sẽ cho chúng ta cái thông tin về chương trình. Ok, có một bạn là bạn Ngô Chí Hải có hỏi em như thế này này. Chị ơi cho em hỏi, em có nghe hội thảo là năm nay Nguyễn chia sẻ là sẽ có tổng doanh thu là 2.000 tỷ, hoa hồng sẽ nhận được là 800 tỷ, em muốn like của em lấy 10% hoa hồng đó, chị chia sẻ cho em cách lấy nhé. Rồi ok,
Rồi ok, cảm ơn em về câu hỏi quá hay luôn. Mà chị thì không giỏi về con số luôn nha, nhưng mà chị biết được cái cách để giúp cho em làm được cái điều đấy, đúng không? Thì thật ra nếu mà em theo dõi cái livestream từ đầu đến cuối á, thì em cũng biết cách chị làm như thế nào rồi, đúng không? Thì nó chỉ có hai cái để mình làm thôi. Nhưng mà em là người mới thì chị muốn nhắc nhủ luôn, tại vì tiện câu trả lời câu hỏi này á, em muốn nhắc nhở những cái bạn mới luôn. Nói chung là mình có kinh nghiệm một chút thôi, thì em muốn nói là gì, chắc chắn là những cái bạn mới lúc mà mới vào sẽ có rất là nhiều khó khăn đấy. Mình nghĩ ra được nhiều cái lắm, nào là khó khăn sao làm được quảng cáo, sao mắc thế rồi, tốn tiền quá chưa ra gì, sale chưa ra được số, nó rất là nhiều khó khăn bủa vây luôn. Thì em muốn nói là gì, này em cũng có nói rồi đó, công việc này nó không phải là phù hợp cho tất cả mọi người. Nếu bạn muốn cái thu nhập của mình cao đi, thu nhập khủng đi, vài chục triệu, vài trăm triệu, hay là như anh Linh bây giờ là vài tỷ, thì các bạn phải biết được là mình phải trả giá như thế nào cho cái con số đấy, đúng không ạ? Giống như ngày xưa mình đi làm lương 5 triệu bạc thì đương nhiên mình làm 8 tiếng rồi, nhưng bây giờ anh đòi cái mức lương là 40 triệu, 50 triệu, mà bây giờ anh làm bao nhiêu tiếng? Ví dụ ngày xưa đi làm 10 tiếng đi, thì bây giờ anh muốn mức lương là 50 triệu, anh phải cày gấp 5 lần, đúng không ạ? 10 năm. Bây giờ ngày xưa làm 8 tiếng, 8 năm 40 tiếng. Đó, đúng không ạ? Thì đó, nếu như những cái bạn mới thì các bạn phải suy nghĩ trong đầu như vậy. Mình luôn muốn là gì? Luôn muốn tiền nhiều, luôn muốn thu nhập mình tốt, nhưng mình không bỏ cái sức mình ra thì không có bao giờ làm được hết. Và quan trọng cái công việc nào cũng vậy hết, công việc nào cũng có khó khăn hết. Em nói thật luôn, ngày xưa mình mới bắt đầu chập chững đi xe đạp thôi, đúng không ạ? Thì cũng té lên té xuống, tập đi thôi cũng đã dập mặt rồi, đúng không ạ? Ngày xưa em tập đi xe máy là em lao xuống hố cà em nằm luôn. Em nói thật, nói chung là công việc gì nó cũng có khó khăn hết cả. Rồi sau đó mình đi làm thì sao, làm trong công ty cũng vậy thôi. Rồi thực tập thử việc, xếp chữ lên chữ xuống các thứ kiểu hết, thì mình mới làm được cái mức lương vài triệu, đúng không ạ? Rồi sau đó rồi cũng khó khăn thế này thế kia, và công việc nào cũng như vậy thôi. Em nói thật, trong công việc này không có cái gì là khó khăn cả, đúng không ạ? Tất cả mọi thứ là những người leader, những người upline đã có hết quy trình rồi, quy trình sale, quy trình quảng cáo, tất cả quy trình rồi. Tại vì các anh chị đã đi qua những bài học xương máu rồi, chỉ cho mình việc của mình là gì, học nghe lời làm theo. Và quan trọng nhất là gì, bản thân mình phải nỗ lực, phải quyết tâm, phải cam kết nỗ lực để mà mình làm điều đó và thực sự khát khao với cái điều đấy. Đó là cái điều đầu tiên mà những người mới nên làm. Nếu như cái bạn Hải đấy, thì điều đầu tiên em nên xác định là cái khát khao và cái nỗ lực của bản thân em. Và nếu được, em nên xác định cái điều đầu tiên là tại sao em phải làm công việc này. Em đi sự kiện có thể em thấy những con số nó khủng khiếp vậy đó, nhưng mà em nói em lấy muốn 10%, đúng không? Thì con số đó thực sự có ý nghĩa gì với em? Thì khi mình biết được con số nó có ý nghĩa gì với mình, thì lúc đấy mình mới có một cái động lực tốt để mà mình làm chiến khô máu được. Đó là điều đầu tiên em nên xác định, đúng không ạ? Cái điều thứ hai là gì, như nãy chị nói là những cái upline của mình, người bảo trợ của em đã có cái quy trình rồi, tất cả đều học từ anh Linh và cùng chung một cái đào tạo của DMS1B, mọi người đã biết được cái quy trình tất cả rồi, sale như thế nào, bán hàng như thế nào, xong rồi quảng cáo như thế nào rồi. Việc của em là nghe lời upline và làm theo thôi, chứ không cần phải làm gì khác hết. Và cái bản thân của mình là mình phải cày, phải chịu trong cái thời gian đầu tiên là mình phải cày để học, chứ không phải là cày để ra tiền. Em nói thật sự là như vậy, mình cày để học, học hỏi. Tại vì khi mà mình cứ làm như vậy đi, thì dù không có được tiền thì mình cũng có kinh nghiệm, đúng không ạ? Cũng không có kinh nghiệm thì cũng có trải nghiệm, không có gì đó cũng có kiến thức thôi. Và khi mình đã nắm trong tay những cái đấy rồi thì bảo đảm luôn, kiểu gì cũng thành công hết, quăng đâu cũng thành công, chứ không phải là trong công việc này nữa. Ý em là như thế. Nên ví dụ như Hải muốn á, thì hãy như chị nói là thứ nhất là mình phải nói cái động lực của bản thân mình khát khao đủ lớn chưa, và làm thế nào để có khát khao đấy, thì hãy đi leadership. Đó là chị chia sẻ thật sự từ cái bản thân mình thôi. Em ngồi em mày mò mãi không ra đâu, chị đảm bảo luôn, nên đi cái chương trình đấy. Cái thứ hai nữa là gì, nghe lời upline làm theo, và quan trọng là gì, kiên trì, đúng không ạ? Tại vì cái quan trọng, cái thời gian ban đầu em học, em làm để học, thì lúc đó nó rất là nản, tại vì em chưa ra kết quả, đúng không? Nhưng mà em phải kiên trì, tại vì em biết cái mục tiêu, cái đích đến của mình là gì, là thu nhập, đúng không? Là vì ai đó, vì ý nghĩa, vì ba, vì mẹ hay vì ai đấy, thì mình mới kiên trì, luyện đều đặn, làm đi làm lại, tối ưu, làm đi làm lại, và đến một lúc nào đấy chắc chắn em thành công thôi, không có gì cả hết. Ý chị chia sẻ là như thế nhá. Hãy ok như nào? Có một câu hỏi này dành cho em nữa, là... Dạ. Khách chê đắt em xử lý thế nào? Rồi, ok. Thế thì em cũng muốn chia sẻ luôn, này là về sale ha. Đúng rồi. Khách chê đắt, đắt. Thật ra thì khi mà trong cái quá trình chị em sale á, nó sẽ có từng cái giai đoạn lắm. Giống như ngày xưa mình mới bắt đầu sale, mình sale kỹ thuật. Tức là mình thứ nhất là chuẩn bị nghiên cứu.
Nói chung là để mà sale nó dài lắm nha, nó nhiều lắm đó. Nhưng mà chị muốn, em muốn nói những cái cơ bản để mà làm. Thứ nhất là em muốn cái gì nhỉ? Muốn sale một cái sản phẩm nào đó thì mình phải tìm hiểu cho thật kỹ là một. Cái thứ hai nữa, mình chuẩn bị kịch bản sale cực kỳ kỹ lưỡng. Và chắc chắn là trong kịch bản sale sẽ có phần là giải đáp thắc mắc về cái phần là giá đắt thì mình phải xử lý như thế nào, đúng không? Thì thường nếu như ngày xưa mà bắt đầu em làm á, thì em là sale kỹ thuật, là đắt thì mình như thế nào, mình phân tích tại sao cái hàng của mình đắt như vậy, vì là hàng nhập khẩu, chi phí thuế vận chuyển các thứ kiểu như thế này, sau đó là mình chia nhỏ ra, sau đó là mình so với những cái sản phẩm mà khách hàng đã dùng nhưng không hiệu quả, thì mình nói là dù chị xài cả đời như vậy thì có phải là tốn không của em hay không. Một cái khoảng là vài trăm ngàn, 100-200 ngàn đi, chị xài khoảng tầm một năm 5 sản phẩm là có phải 1 triệu không, chị xài là một năm đâu đâu một tháng là mấy sản phẩm, xong rồi một năm thì có phải tính như vậy á, là chỉ có phải là đầu tư rất là nhiều tiền không, rồi mình chia nhỏ ra một ngày mình làm bao nhiêu. Đó là ngày xưa mới ban đầu tiên em sale kỹ thuật là như thế. Và nhưng mà em thấy cái đấy nó cũng có hiệu quả, nhưng mà tùy người. Nhưng mà cái cách thứ hai nữa thì mình có thể dựa vào cái khách hàng mua hàng của mình, quan trọng là cái niềm tin thôi. Nói chung đắt không phải là cái vấn đề, quan trọng là người chất chưa tin tưởng. Thật quan trọng là người ta chưa tin tưởng thôi. Để mà người ta nói cái câu đấy thì người ta chưa tin tưởng thôi. Và chưa tin tưởng thì có 3 cái. Thứ nhất là chưa tin tưởng về bản thân của người bán. Thứ hai, chưa tin tưởng về sản phẩm. Đó, thứ ba là chưa tin tưởng về công ty. Mình làm sao cho khách hàng tin tưởng, mình đưa làm sao đưa niềm tin về 3 cái đấy cho khách hàng là ok. Nên khi khách hàng nói đắt thì mình tiếp tục mình ra rã ra, mình sẽ nói là à cái sản phẩm này như thế nào đấy, rồi bao nhiêu người dùng như đã có hiệu quả, và bản thân cái câu chuyện là câu chuyện của bản thân mình nếu mình dùng. Giống như cái thời gian đầu chị bán lăng á, một cây lăng là 8 em bán cái lăng là một cây lăng 800 ngàn. Khách hàng chơi mắc rất là nhiều luôn. Nhưng mà thời đấy em nói, em kể câu chuyện bản thân em ra. Nói như thật, em kể như thật thôi, nhưng mà thực ra em không phải bị như thế nha. Tức là em bị hô nách 5 năm rồi. Em muốn kể lại nha. Cái câu này chắc bây giờ nó NLP trong đầu em luôn rồi á. Là em bị hô nách 5 năm rồi, nhưng mà bị 5 năm xong rồi mồ hôi ra ướt áo luôn, vàng áo luôn. Và có những lần em phải chạy vô nhà vệ sinh em lau, chứ không mà nó ghê quá bạn bè chê cười. Sau đó em xài lăn cửa mùi, xong rồi nó bị thâm đen thâm sạm luôn, rất là kinh khủng. Rồi sau đó xài hoài không bớt, thì một người chị bên Mỹ của em về mới giới thiệu cái chai lăn này nè. Em lăn vô bây giờ, chị biết không, lần đầu tiên dùng á là không, là thấy khô thoáng rồi, không hề thấy mồ hôi hay gì luôn. Và khi em dùng từ tháng 2 đến tháng 5 là đúng 4 tháng, em 4 chai mà, em bằng 4 chai mà, thì nó dứt điểm hẳn luôn. Và giờ có nghĩa em sướng lắm, em đi đâu em không cần phải là làm cái gì hết, nách em lúc nào cũng khô thoáng hết, cực kỳ thích luôn. Tức là mình cho người ta được một cái gọi là gì, một cái thiện cảm về cái bản thân mình, là một cái thứ hai câu chuyện có thật để người ta đồng cảm với cái tình trạng của người ta như thế. Và mình phải kể sau cái giọng điệu nó thật một chút để người ta cảm thấy sự tin tưởng vào mình. Đó, thì em kể câu chuyện đấy thôi, nhưng mà một cái nó trúng hai cái, đó là gì, vừa niềm tin về người bán thấy thân thiện, thứ hai nữa là về sản phẩm luôn. Em lồng ghép vô như thế, xong rồi về cái mình có thể nói công ty 54 nước các thứ kiểu, mình lồng ghép vào. Cái việc khách hàng cứ nói như thế là người cứ việc khách hàng từ chối bất kể cái lý do gì là vì người ta chưa tin thôi. Việc mình làm rõ ra được 3 cái đấy là được, nhưng mà mình sẽ dùng những cái kỹ thuật khác là lồng ghép vào trong đấy. Nói chung là có nhiều cái để mà xử lý về giá đắt lắm. Ok. Thì đó là một trong hai cái cách mà em hay dùng đó ha. Yeah. Bạn có thể ok chứ ha. Rồi còn bây giờ thì đối với những sản phẩm cao cấp thì sao? Đối với sản phẩm cao cấp á, thì nói chung là cũng nó tương tự thôi. Nhưng mà em thường là mình sẽ cho người ta cái thời gian một chút. Thực ra em không có mạnh về sale nóng như là Văn, đúng không ạ? Em không có mạnh về sale nóng, nhưng mà dạo gần đây đã thay đổi rồi. Thực ra mà để như sale sản phẩm cao cấp mà được á, nó dùng kỹ thuật nhiều lắm. Em thấy dùng kỹ thuật nhiều. Tức là mình phải dò, tức là ngắm xem biết được khách hàng có thực sự là người ta đang kêu là ví dụ như không có tiền đâu, thì có phải là thực sự người ta không có tiền hay không, hoặc là chị chưa mua đâu, chị suy nghĩ bạn bè các thứ kiểu. Nhưng mà mình phải nghe, mình là kỹ năng của người sale là mình phải nghe xem người ta có phải vấn đề là như thế không, hay là người ta đang lừa dối mình. Mình phải biết cái vấn đề ở đâu để mà mình xử lý. Nếu người ta chưa tin tưởng thì mình lại làm cái ba cái bài toán là về niềm tin từ người bán này, từ sản phẩm và công ty. Còn nếu như không phải thì mình phải lần cho ra là bây giờ là nãy giờ em chia sẻ với chị nhiều rồi đúng không, nhưng mà em mới cảm thấy là hình như mình vẫn còn có một cái quan ngại là chắc là chị cái giá này đối với chị nó hơi gọi là mình không có đủ khả năng chi tiêu hay sao. Chị cứ chia sẻ với em đi để em có thể giúp cho chị được tốt hơn.
để mình nghe, để mình cảm nhận ở đúng thật sự chị không có tiền người ta kể ra, mình nghe mình cảm nhận. Nếu mà thực sự như vậy thì em thường em cho luôn một cái giải pháp tốt nhất cho khách hàng mà nó rẻ hơn, thì cái đấy có khả năng thì nó chốt sale nó nóng nhanh hơn. Còn nếu như khách hàng nào mà em ngắm là người ta có tiền và có nhu cầu á, thì mình sẽ nói đến khi nào người ta tự động cúp máy thì thôi, còn không thì không bao giờ em cúp máy hết á. Em lầy lắm, em nói tức là khi khách hàng từ chối rồi đúng không, thì bắt đầu em làm đủ kiểu luôn. Em gọi video mà đúng không ạ, thì em gửi này, đây này chị, đây là một cái video khách hàng của em đang sử dụng này, chị thấy có méo mặt không, thì em bán chu phê với Galvanic nè, này chị cứ cúp cái màn hình của em xuống đi, chị nhìn đi nè, đây là cái chị khách hàng của em 45 tuổi, cái chị này là ở Quảng Bình, nhưng mà chị đấy dùng xong da chị cải thiện rất là nhiều, chị xem đi. Đó, đây là một cái bà chị thứ hai của em 63 tuổi, chị xem đi ạ, chị thấy không, 63 tuổi trước đây cực kỳ nhăn nheo, nhưng bây giờ này chị thấy nó khác biệt không. Đó, em biết là em nói nhiều chị không tin tưởng đâu, nhưng em muốn đưa cho chị những cái câu chuyện thật từ khách hàng của em để chị cảm thấy đó là điều tốt. Đó là em nói về sản phẩm đúng không ạ, mà khách hàng còn chưa chịu đồng ý nữa. Thường sau khi mà em phân tích là em sẽ chốt sale lại, là bây giờ chị phải giải quyết vấn đề của chị đi, xong rồi chốt sale luôn là khách hàng phải mua luôn. Cứ sau một lần giải thích là em chốt là chị mua đi, không phải mua đi mà bây giờ chị lấy để mà chị dùng cải thiện cái vấn đề da của chị đi, chứ bây giờ nó như vậy rồi và càng để càng kinh khủng hơn, ví dụ như vậy á anh. Rồi sau đó mình giải quyết cương quyết về cái bài toán sản phẩm chưa ok, thì sau đó bài toán về người bán thì có một cái tuyệt chiêu rất là hay mà Văn Ổn hay chia sẻ là về cá nhân quả đó, hoặc là mình có thể chứng minh nhân dân, hoặc là Facebook của em bán 3 năm nay rồi, review khách hàng rất là nhiều, xong rồi đăng sản phẩm rất là nhiều, khách hàng vô tương tác rất là nhiều. Đó, mình cho khách hàng niềm tin về người bán là mình, xong chị không tin em gửi chứng minh nhân dân, mà cái đấy bữa nay em ít dùng lắm, em cho người ta cái sự trải nghiệm thực tế là chị tìm thấy Facebook của em không, em làm mấy nghìn khách hàng của em, chị nhìn coi, ở trong danh sách bạn bè toàn người già như chị không à, không có ai trẻ hết trơn á. Đó, mà bây giờ mà người ta vẫn còn ở đây để mà theo dõi em mỗi ngày là chị biết em bán sản phẩm như thế nào rồi. Xong rồi lược nhân quả mà, cái gì lách được, nhưng mà nhân quả đâu lách được đâu. Đó là mình ra rã về người bán là mình, đúng không? Chưa, cứ xong cái đấy là em chốt một cái câu gì đấy, hoặc là chốt khuyến mãi thêm. Rồi chưa được nữa hả, là em nói tiếp, em không có dừng đâu. Em phải nói đến khi nào người ta ok, một là chị mua, hai là không có cái thứ hai. Một là chị mua, hai là tự động cúp máy mà thôi, thì em chỉ dí thêm. Đó, nói chung là em lầy lắm, bán máy mà không là, thời gian đầu em bán máy, bán sản phẩm cao cấp. Đúng rồi, một là mua nhiều, hai là mua vừa vừa, không có cho cơ hội khác. Thời gian đầu là em không được lầy như thế đâu, nhưng mà sau ngày học nhiều á, thì em mới lầy được như vậy. Đó là như thế. Nhưng nói về sale có nhiều lắm, không biết nói đúng sao thế hết. Chính xác. Thì các bạn thấy một điều rằng đó là ở Mai đó là gì? Đó là một cái sự quyết liệt nha các bạn. Đó là một cô gái nhìn rất là mỏng manh thôi đúng không? Nhưng một cái tinh thần, một cái ý chí, một cái sự quyết liệt ở trong con người mình rất là lớn. Và đó là một cái nguyên tắc để chúng ta đi đến thành công. Có là chúng ta muốn thành công trong bất kỳ một lĩnh vực nào, dù là bán hàng hay là dù là chúng ta tuyển dụng, thì một yếu tố cực kỳ quan trọng đó là chúng ta phải quyết liệt. Bởi vì sao? Chúng ta đã có một sản phẩm tốt rồi, nhưng người ta sẽ mua hàng khi mà chúng ta phải có một niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình. Và khi mình có một niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình thì mình sẽ quyết liệt, mình sẽ thuyết phục họ bằng được. Thì lúc đó chúng ta sẽ truyền được cái cảm hứng đến cho khách hàng, truyền được cái niềm tin, đó là bằng cái năng lượng của chúng ta, bằng cái niềm tin của chúng ta nó đủ mãnh liệt thì lúc đó chúng ta mới nói được như thế. Thì đó là một cái mà ở đây là cái ý của Mai muốn truyền tải chúng ta là như vậy, chúng ta cần phải nắm rõ về điều đó. À, chính xác đúng không anh? Đúng rồi ạ. À, người phiên dịch chuẩn đúng không? Quá chuẩn. Ok, rồi có một bạn hỏi em một câu như thế này nữa. Thời gian đầu chị tuyển dụng như thế nào? Thì cái thời gian đầu tuyển dụng thì nãy chị có chia sẻ rồi, thì bây giờ mình muốn chia sẻ lại thôi. Tức là thời gian đầu mình chia sẻ là từ cái mối quan hệ nóng trước, ấm nóng trước, thì mình đi cà phê với bạn bè. Đầu tiên là bạn đại học, em có một nhóm bạn thân lắm, là nhóm bạn đại học 5 người đấy. Vô, ê, ra cà phê tụi bay ơi, ra cà phê, xong rồi em ngồi em chén. Đâu biết gì nhiều đâu, thật chất là lúc đấy không có biết gì nhiều về Nu Skin hết. Lúc đấy là em mới bán được lăn khử mùi và kem máy răng, nó ra kết quả thôi. Thì lúc đấy em ra em nói chuyện là em bảo là vô đi bán đi, tao thấy cái này bán được nè, bán lại bla bla ABCD XYZ nhiều lắm. Nói chung là lúc thời gian đầu là em chưa biết cách nói, em chỉ nói là vô đây là bán như thế này nè, được lắm, lãi lắm, tao bán được mấy ngày mà ra kết quả như thế này rồi, thì không có ai đi hết trơn. Tại vì có thể là chưa phù hợp. Tại vì trong cái nhóm của em có người thì thích chụp ảnh, người thì thích làm trong công ty và lên cấp cao,
rồi người thì thích im cái gì ổn định đó, nên mình chưa có biết được người ta như thế nào mà mình vô mình cứ rào vào đây là như thế này như thế kia thì nó không có được. Nhưng mà sau đấy mình cũng không có bỏ cuộc, mình cứ tiếp tục kiên trì, nhưng mà vẫn bắt đầu từ những cái người bạn của mình. Thì sau đó nãy em có chia sẻ là có người yêu cũ rồi đó, em kêu vào xong rồi về cũng là người trong mối quan hệ nóng luôn, sau đó là một người em của một người anh đó, cũng là trong cái mối quan hệ luôn, vô xong rồi làm. Xong rồi có một anh từ chạy quảng cáo, tức là chạy tuyển dụng á, tức là xong xong với việc mình tuyển dụng về cái mối quan hệ của mình á, thì mình nên chạy tuyển dụng thêm, mình chạy tuyển dụng thêm nữa để nó liên tục có người mới, liên tục có người mới. Thì thời gian đầu là em song song hai cái đấy, thời gian đầu là song song hai cái đấy, là vừa tuyển dụng vừa mình hẹn những cái người thân của mình là như thế. Hay quá. Có nghĩa là ở đây có nghĩa là gì các bạn, chúng ta vừa bên cạnh đó là chúng ta cần phải làm một việc là mình từ mối quan hệ, chúng ta như liên tục chúng ta chia sẻ về cơ hội, về mối quan hệ. Thì qua cái câu chuyện của em thì anh nhớ là cái lần đầu tiên khi mà anh làm ấy, thì thực tế là mình cũng không biết là Nu Skin như thế nào, mình chỉ có một cái cảm giác đó là gì, đây là một cái cơ hội nó rất tốt và đây là một cái nó sẽ làm cho chúng ta thành công rất lớn trong tương lai. Tức là mình có một cái niềm tin mãnh liệt vào cái con đường này, vào cái tầm nhìn này. Thì lúc đó là trong ngày đầu tiên luôn thì anh gọi luôn 30 người bạn, 30 người bạn trong cái mối quan hệ của mình đó. Thì lúc đó là có khoảng 10 người, 10 người là người ta đồng ý và cà phê với mình. Thì sau đó là có 8 người người ta đồng ý là việc. Và 8 người đó thì sau cái tháng đầu tiên luôn đó là mình có 7 người người ta lên, 8 người luôn. Là cái tháng đầu tiên là mình có 8 người luôn họ lên reject. Thì lúc đó là vì một người là ở tầng 2 nên là tháng đầu tiên luôn mình lên Emerald. Và lúc đó vô cái việc đầu tiên là gì? Mình chỉ nói là gì? Bây giờ tôi làm Nu Skin á, tôi thấy cái này nó rất là hay, bạn có làm không? Thì lúc đó mọi người nói là để khoan đã, để suy nghĩ đã, mình nói thế này. Bây giờ tôi là chưa biết là nó như thế nào, nhưng tôi có một cái niềm tin nó rất lớn là cái này nó sẽ thành công. Thì bạn phải trả lời với tôi là bạn làm hay không thôi. Bạn chỉ cần nói là làm hay không thôi. Còn làm như thế nào chúng ta sẽ tính sau. Bây giờ bởi vì tôi có một cái niềm tin rất lớn là cái này nó sẽ thành công lớn. À, tôi làm rồi đó, thì bây giờ bạn có làm hay không? Thì lúc đó là anh là có đến 8 người họ đồng ý. Là ok, làm, đồng ý làm, xong rồi mọi người hỏi làm như thế nào. Thì anh nói là muốn biết làm như thế nào á thì qua gặp cô Nga. Còn anh cũng là, tôi cũng là người đầu tiên mà biết đến cái này và ngày đầu tiên tôi biết luôn. Nên tôi chỉ biết là cảm giác rằng là nó hay, nó thành công thôi. Thế còn làm như thế nào thì chúng ta sẽ tính sau, chúng ta sẽ bàn sau. Đó, và tốt nhất đó là chúng ta qua gặp cô Nga để cô Nga cho bạn một cái thông tin nó đầy đủ và nó ràng nhất. Đó. Thì đó là về bằng từ niềm tin. Đúng không? Yeah. Nên quan trọng nhất là cái niềm tin của chúng ta nó phải đủ lớn. Thì chúng ta thấy rằng là ở đây đó là Mai có một cái niềm tin rất lớn vào trong cái cơ hội này, vào trong cái công việc này. Và cái niềm tin đủ lớn này nó bắt đầu từ đâu? Đó là việc mà mình đầu tiên mình làm, mình ra kết quả. Bởi vì khi mình có kết quả thì tự nhiên niềm tin chúng ta rất lớn. Chúng ta không cần biết nó là MLM hay là đa cấp hay là như thế nào cả. Chúng ta chỉ cần biết là có tạo ra kết quả thì chúng ta sẽ chia sẻ nó hết mình. Bởi vì đơn giản là chúng ta mong muốn giúp người khác thành công, giúp muốn người khác có một kết quả, giúp người khác có sự thay đổi đó. Thì đầu tiên đó là bản thân mình làm được. Bản thân mình làm được, mình truyền cho người khác nó rất dễ. Đúng không? Thì với bản thân anh thì cái anh làm việc thế. Thì mình làm, mình có kết quả nên là mình gặp ai mình cũng chia sẻ hết mình được. Mình nói quyết liền được và mình gặp ai mình tuyển dụng rất là dễ. Đúng chưa? Thì đó là việc mà mình có mối quan hệ. Cái thứ hai đó là bắt đầu mình chạy quảng cáo, mình tuyển dụng. Mình marketing ở trên YouTube này, rồi ở trên Facebook. Và sau đó mọi người đến với lớp học và mình chia sẻ và mình hướng dẫn cho người ta làm. Và cái ngày đầu tiên mà khi mà mình gặp những người lạ đó, thì ở đây anh muốn chia sẻ thêm cùng với ở đây đó gì. Khi mình gặp những người đó, việc rất đơn giản đó là gì? Mình mở cái fanpage của mình ra cho họ thấy khách hàng này, mở ra cho họ thấy là tài khoản giao hàng này, mở ra cho họ thấy cái danh sách khách hàng của mình và cho họ thấy là giá nhập của mình là bao nhiêu, giá bán lẻ là bao nhiêu và trừ khi chi phí, tất cả các chi phí đi, cái lợi nhuận còn lại của mình là bao nhiêu. Họ bắt đầu đưa đấy, đây là mô hình mà bán lẻ mà tôi làm đây. Thì bắt đầu họ thấy cái mô hình bán lẻ của mình á, nó đã ra lãi rồi. Thì bắt đầu người ta chỉ mong chờ là ra lãi là khoảng 100 triệu là người ta đã rất mừng rồi. Và mình giúp cho người ta bán đầu tiên đó là đạt được 100 triệu lãi từ bán lẻ. Đó, nhưng để thành công với cái này thì bạn cần phải quyết tâm, bạn phải tập trung 100%. Thì lúc đó tôi sẽ chỉ bạn. Đó. Thì họ có nhiều người, vài người thì họ hỏi là cái này có chắc chắn hay không? Tôi nói là với tôi á thì nó là chắc chắn, không phải là 100% mà nó là 1000%. Nhưng còn với bạn, chắc chắn hay không nó phụ thuộc vào bạn. Bởi vì có thành công hay không á, nó phụ thuộc vào bạn có nỗ lực hay không, bạn có quyết tâm hay không. Còn tôi thì tôi đã giúp được cho rất nhiều người thành công. Trong 3 năm qua thì còn rất nhiều người, người ta đã thành công rồi. Và để thành công với bạn hay không, nó phụ thuộc vào bạn có chấp nhận mở lòng mình, bạn có quyết tâm, bạn có quyết liệt hay không. Còn về kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm thì tôi hoàn toàn có thể cam kết với bạn đó là chia sẻ nó một cách chuẩn mực nhất, nó đúng nhất và để giúp bạn tạo ra được kết quả. Đó.
Yes, tuyệt vời. Yeah. Đúng rồi. Thật ra thì lúc mà em mà đi chia sẻ, em cũng y chang vậy đó. Em cũng sâu hết. Này là bay rồi các thứ. Sau rồi em, cái đơn, trong lúc đơn các thứ kiểu, ê đây này, đơn này, thấy không? Nè, đơn này, các kiểu này. Em làm rất là thật luôn. Pay chat như thế nào, tin nhắn như thế nào, lãi sao. Thì nó thực tế. Dạ, rất tuyệt vời. Đúng rồi. Nói chung là chúng ta phải bắt đầu từ bản thân mình. Muốn giúp người khác, mình phải giúp được bản thân mình. Mình phải bán lẻ và mình có lãi. Đúng không? Rồi sau đó là tìm được bằng cách đó là mình tận dụng hệ thống. Mình chia sẻ chính câu chuyện của mình luôn. Là mình bán lẻ. Ví dụ như trong thời gian đầu tiên mình học. Ví dụ như nếu mà trong cái tuần đầu tiên, tháng đầu tiên mà chúng ta làm ấy, đó là giai đoạn mà chúng ta đang học. Thì chúng ta chia sẻ về những cái trải nghiệm và những gì mà chúng ta học được. Và mời họ đến với lớp học và sau đó họ cùng với mình là cùng với nhau đồng hành và hoàn thiện và phát triển bản thân mình. Và trong cái tháng đầu tiên chúng ta phải gia tăng cái tốc độ của mình, phải gia tăng cái hiệu quả của mình để mình tạo ra kết quả. Bởi vì có thể là những người đầu tiên á, mà mình tuyển dụng đến thì người ta thấy hay đấy, người ta thấy ok đấy. Nhưng người ta thấy mình không, một tháng sau mà mình không có kết quả thì có thể là người ta vẫn bỏ đi. Nhưng nếu một tháng sau là mình có kết quả thì lúc đó là người ta sẽ tiếp tục đi cùng với mình tiếp. Hoặc là những người mà trong tháng đầu tiên mà mình mời đó và sau đó người ta không tham gia cùng với mình đi, nhưng họ thấy tháng sau mình có kết quả rất lớn, kết quả rất nhiều, thì người ta sẽ quay lại và người ta làm cùng với mình, thì nó tạo ra một kết quả nó rất lớn. Yes. Đúng không? Đó, thì nó, đúng tất cả cái là nó bắt đầu đều xuất phát là từ gì? Đó là từ kết quả. Chúng ta phải có kết quả thì lúc đó chúng ta mới có thể tuyển dụng hay là chúng ta làm về bất kỳ một cái gì. Đó là bản thân mình phải trở nên tốt trước, thành công trước, đúng không? Yes. Yes. Đó. Đúng ạ. Em có thể chia sẻ thêm cho mọi người nữa đi. À, về cái tuyển dụng lúc mà mình mới bắt đầu tuyển dụng ạ. Rồi thì em tuyển dụng thì cũng vậy thôi. Ngày xưa em đi tuyển dụng, em tuyển dụng dễ lắm. Nói chung là em chả biết sao nha. Tại vì em là người rất là thực tế, chứ không phải là mình cho người ta một con số màu hồng. Tức là em ra em hẹn ai. Và bây giờ em không hiểu đâu la em cũng vậy á. Tại vì tùy thôi, nhưng mà quan trọng mình làm cái gì là mình nói cái đấy. Nhưng mà quan trọng là mình nói về cái kết quả của mình. Giống như Trang như anh nói không khác gì cả. Nhưng ngày xưa em ra em nói là em sâu rất là kỹ luôn, là fanpage. Em cho xem fanpage luôn. Sau em cho xem những cái nhóm mà đăng đơn của em á. Là đơn này thấy không, tôi bán cái này dễ lắm, có thấy này không. Này đăng đơn này, mấy lăng này chẳng hạn như vậy. Hoặc là sản phẩm gì này. Sau đó là em cho xem file luôn. Xem file là khách hàng này, địa chỉ các thứ kiểu này. Em cho xem kỹ lắm. Rồi em cho xem là quảng cáo luôn ạ. Tại vì em cho kỹ lắm, mình dùng là dùng công cụ quảng cáo này, vào xem để chi phí nó như thế nào, chi tiêu nó ra sao. Đó, thì em cho xem kỹ lắm ạ. Ví dụ như chi phí quảng cáo, em phân tích cái bài toán của anh ở trong lớp học marketing từ đấy mới từ đến giờ, bây giờ mà em vẫn còn nắm ấy. Đó là em tiếng sorry anh một chút. Tức là em phân tích rất là rõ là bây giờ anh vô đúng không, một cái sản phẩm này anh lời bao nhiêu tiền đúng không. Rồi xong rồi ví dụ như mục tiêu của anh là bao nhiêu, anh bán một ngày bao nhiêu đơn. Rồi chi phí quảng cáo anh nhìn ở đây nè, thế xem một ngày mình bỏ chi phí bao nhiêu tiền quảng cáo và lãi mình thu ra được là bao nhiêu. Đó, mình làm như thế ra cho họ con số rạch ròi luôn. Vậy thì anh muốn bao nhiêu trong vòng một tháng. Thì tất cả mọi thứ thì em có sẵn rồi, pay các thứ. Và anh xem bài quảng cáo này, quảng cáo nó chỉ như này thôi. Và cái này thì em sẽ hướng dẫn hết, có quy trình hẳn hoi, có cả quy trình sale luôn, có cả quy trình quảng cáo luôn. Việc của mình vô là mình học mình làm thôi. Tại đó là như thế. Lúc mà em nói em chỉ nói đơn giản như vậy lắm, em không có nói nhiều. À, có thêm một cái nữa là em sẽ nói về cái câu chuyện bản thân em, là em thay đổi như thế nào. Từ ngày xưa giống như nãy giờ em chia sẻ về câu chuyện bản thân á, là vô đây ngày xưa em như thế nào và vô đây em thay đổi như thế nào, ba mẹ em thay đổi sức khỏe như thế nào và em yêu thích công việc này như thế nào. Tức là cho họ một cái sự gọi là niềm tin về cái công việc này nữa. Tại vì em rất là tin luôn. Em nói là công việc này giúp cho ba mẹ em sức khỏe thay đổi. Em kể về câu chuyện ba em bị kiểu như là bị té xe á, sau đó bên chân có ốc vít ở cái mắt cá chân á, sau đó uống OneSpan, sau đó là cái sức khỏe rất là cải thiện, 5 giờ sáng nào cũng đi chạy vù luôn. Xong rồi mẹ em cũng vậy, đau nhức xương khớp và đau đầu vai gáy, uống bio ginkgo xong nó đỡ. Xong rồi bản thân em thì bây giờ nó tự do. Em kể những cái câu chuyện nó nhẹ nhàng như vậy thôi, nhưng mà nó đi vào lòng người. Em kể như vậy á, nó sẽ đi vào lòng người. Nên nó chung quy lại là cái bản thân mình thôi, câu chuyện từ bản thân thôi. Mình làm gì mình chia sẻ nó đó. Và quan trọng khi người ta vào thì mình sẽ kèm. Và khi người ta vào rồi thì em làm như thế nào? Em rất là khao khát và mong muốn họ ra kết quả nhanh nhất có thể. Thật chất là như thế, em có cái tập đấy, ai vô là em rất là khao khát và mong muốn người ta có kết quả nhanh nhất có thể. Và tất cả em đều đưa ra quy trình hẳn hoi là quy trình ví dụ học sản phẩm là em học những cái bước nào. Sau đó là
ví dụ như về tìm hiểu sản phẩm rồi quy trình sale các thứ kiểu, có những cái bước, xong rồi về quảng cáo em cần học những cái gì, đưa ra lộ trình. Và thường á, những cái người mới của em vô học là khoảng tầm 3 ngày, và sau đó là thời gian là luyện tập đó. Và em luôn kiểu như là mình giám sát, không phải giám sát thì không phải, tức là mình hỗ trợ họ trong cái thời gian đầu, tại vì thời gian đầu là thời gian khó khăn nhất và gặp nhiều vấn đề nhất luôn, và mình ở bên để mình biết được cái vấn đề họ ở đâu, và mình đưa cho họ hoặc là mình khơi gợi họ những cái cách giải quyết phù hợp, và luôn luôn là gì cố gắng ra kết quả nhanh nhất có thể. Và từ khi mà mình ra được một kết quả giống như là mình chơi game vậy đó. Mình chơi ví dụ mình thắng một lần, có phải là mình kích thích bản thân mình giống như mình nghiện không? Mình chơi một lần mình thắng mãi, giờ tao phải chơi tiếp, thắng tiếp, ví dụ như vậy, hoặc là mình qua màn này qua màn khác, nó phải kích thích bản thân mình. Và em rất là mong muốn và khao khát và luôn hỗ trợ downline của mình ra kết quả nhanh. Và khi người ta có kết quả rồi á thì người ta bắt đầu người ta có niềm tin, đó là người ta nỗ lực hơn nữa. Và khi người ta có vấn đề thì mình nhìn lại là em đã ra kết quả cơ mà, lúc đấy em làm như thế nào, xong rồi sau đó bây giờ thì mình cần phải nỗ lực như nào các kiểu, đó là như thế. Vẫn luôn là gì hỗ trợ cho ra kết quả. Đó. Rồi sau cái thời điểm đấy thì khi mà người ta bắt đầu bán được hàng rồi á, người ta bán được lãi rồi, bán được đều đặn rồi, thì em sẽ định hướng cho người ta là làm hệ thống. Tức là tùy, thật ra em có cái bản thân em á, là không phải ai em cũng cho bán một sản phẩm đâu. Em phải tùy năng lực, tại vì trước giờ em làm là em tùy theo cái năng lực của mọi người phù hợp với sản phẩm nào em cho bán sản phẩm đấy. Giống như có người thì về làm đẹp thì cho bán làm đẹp, nhưng có người ví dụ đàn ông con trai thì nói chung em luôn có biết một cái cách để cho bạn để làm tốt nhất. Có bạn sale được thì ban đầu vô cứ sale đi, nhưng có nhiều bạn vô sale cả tháng 2 tháng méo ra được gì luôn, em phải nói dùng cái từ đấy, tại vì mình bức xúc trong thời gian đấy lắm luôn á. Tức là bạn vô làm 1 tháng 2 tháng nỗ lực lắm luôn vẫn chưa ra đơn, tức là nhưng mà mình bạn ấy vẫn rất khao khát, vẫn rất là nỗ lực. Bây giờ làm sao thì em sẽ nhìn nhận xem bạn có giỏi vì cái gì khác không, về quảng cáo như thế nào các thứ kiểu, giống như là một bài toán của Tiến Đỗ. Em cũng muốn kể luôn là cái thời gian đầu là bạn đấy vô em cho xe chu phây đúng không ạ, xe quay không ra đơn luôn, xe phải 1 đến 2 tháng không ra đơn luôn, nhưng mà bạn rất cam kết, rất là nỗ lực, rất quyết tâm và rất khao khát. Mình rất muốn giúp nhưng mà muốn giúp làm sao đây. Nhưng mà sau đó mình lại thấy là bây giờ mình sẽ định hướng theo một cái kiểu khác, là bạn chỉ quảng cáo, thuê nhân viên về làm. Cuối cùng sau đó bạn làm rất là tốt, là nhân viên của bạn đấy bạn tuyển sale cực kỳ đỉnh luôn, và sale doanh số rất là cao, đó là bạn Ánh Kiều ạ. Đó, nên sale doanh số rất là khủng, rất là cao. Và bạn đấy bây giờ việc của mình làm gì là gì? Mỗi ngày làm quảng cáo, chạy tuyển dụng, chạy bán hàng để cho nhân viên sale. Bây giờ bạn là có 2 nhân viên rồi. Sau đó là bạn chạy về tuyển dụng, sau đó hỗ trợ downline. Đó, tức là mỗi người em luôn có một cái cách khác nhau. Hoặc là có những cái người mà mới ban đầu vô, người ta chưa có kinh nghiệm nhiều về sale, thì có thể bắt đầu từ những sản phẩm rẻ như là lăn, như là dung dịch vệ sinh, chứ không phải là cứ đập khuôn một cái. Nhiều người người ta đi nó hơi bị đuối, ý là như vậy á. Em nói hơi khác mọi người một tí. Em làm rùa thôi. Đó là như thế á. Em sẽ ngắm một số bạn theo một cái định hướng khác nhau. Tại vì mình luôn trăn trở anh ạ. Tại vì mình làm trong cái công việc này, cái thành công của họ nó là một cái niềm vui và niềm hạnh phúc với mình á. Nên mình luôn trăn trở và tìm cái cách nào tốt nhất. Và đối với các bạn, nếu mà các bạn làm hệ thống thì cũng như vậy. Nhưng mà phải cố gắng làm thế nào hỗ trợ sâu sát cho các bạn có kết quả. Thời gian sau là mình sẽ làm á, là sau khi mà mình tùy người mà mình xác định như vậy đúng không? Sau khi họ ra kết quả rồi thì bắt đầu mình cho người ta bắt đầu làm bài toán tuyển dụng. Đầu tiên là người ta làm trước, người ta có một cái khoảng khá, bắt đầu người ta tự tin một chút rồi á, thì mình định hướng người ta là đi tuyển dụng, là từ người thân, tức là từ bạn bè. Thật ra em phải nói gì chứ, bây giờ em rất là quý trọng cái việc mà ở trong công việc này luôn, là cho luôn cho những người thân của mình một cái cơ hội rất là tốt, giống như mình hiện tại để mình làm. Nên á, mình cứ nên nói những cái người bạn bè của mình, chia sẻ cơ hội với họ, vì họ sẽ là những người ở lâu nhất với mình. Dù em nói thật á, người thân có khi họ ở 2 tháng trời không ra kết quả họ vẫn ở, 3 tháng không ra kết quả họ vẫn ở, vì bản thân mình hỗ trợ mình, họ rất là nhiệt tình và tình cảm đối với mình họ ở. Và trong công việc Nu Skin này cũng vậy, có nhiều khi kết quả nó chưa ngay được thì không sao, mình dùng cái tình cảm với sự cho đi của mình thôi, và chắc chắn là downline của mình á, những người bạn của mình nó sẽ cảm nhận được điều đó và họ sẽ ở lại với mình. Và việc của họ trong 3 tháng đấy đâu phải là ngồi chơi đâu, cũng phải luyện tập đúng không ạ? Thì chắc chắn là đến một ngày hoa nó sẽ nở thôi ạ. Nói chung là đủ nắng hoa sẽ nở. Đó cái câu này đấy. Hay quá. Nên cứ như vậy, sau đó mình sẽ tuyển dụng, thì tuyển dụng nãy giờ em nói rồi, là như thế. Dạ, rất hay, tuyệt vời đúng không ạ? Và bây giờ thì hôm nay là chúng ta rất là dài rồi đúng không? Rất là cảm ơn Mai đã dành cái thời gian cho một lần tuyển dụng của hôm nay.
chia sẻ cho tất cả anh em trong cộng đồng của group Hành Trình Người Xuất Chúng của chúng ta. Và trong buổi tối hôm nay tất cả chúng ta học được những bài học gì của từ Phương Mai đó, thì tôi muốn tất cả đó là chúng ta hãy comment về những bài học mà chúng ta học được, những bài học từ câu chuyện của Phương Mai, chúng ta comment ở dưới cái đoạn livestream này để làm gì? Để mà thứ nhất đó là chúng ta ôn lại những bài học mà chúng ta học được trong ngày hôm nay. Cái thứ hai nữa là chúng ta cũng để truyền một cái cảm hứng và động lực cho Phương Mai, để lần sau Phương Mai lại có động lực để quay trở lại và chia sẻ chúng ta nhiều giá trị hơn nữa. Và anh nghĩ là trong một cái buổi tới á, là anh muốn mời em đó là chia sẻ cho một cái quy trình tìm hiểu về sản phẩm, học về sản phẩm, đó là quy trình về sale là dành cho một người mới bắt đầu. Thì trong những cái giai đoạn đầu tiên thì chúng ta cần phải bước 1 là gì, bước 2 là gì, bước 3 là gì. Ok đúng không Mai? Dạ đúng ạ, cái đấy thì em làm được. Làm được. Thì đó là chúng ta hãy truyền cái cảm hứng và động lực đó đến cho Phương Mai, để Phương Mai trong cái thời gian tới sẽ giúp chúng ta có được thêm nhiều giá trị hơn trong cái group của chúng ta. Ok không ạ? Và anh rất là cảm ơn em, bởi vì trong buổi tối hôm nay đã dành hết tâm huyết, tất cả cái cảm xúc của mình để chia sẻ hết lòng với tất cả mọi người. Thì anh cũng không có gì hơn có một cái món quà, đó là 10 cuốn sách về hành trình người xuất chúng, tập 2. Wow. Tập 2, yes. Tập 2. Vâng, đã quá. Tháng 6 là có rồi, thì anh sẽ đưa tặng em. Đây là món quà của team DMS On Me, muốn gửi tới tặng tới em thôi. Thực vời. Dạ vâng, em cảm ơn. Không có gì hơn, đó là cái tình cảm của anh em dành cho em thôi. Nhá. Thì bây giờ em có muốn chia sẻ một chút gì, hay là một cái lời chào tới tất cả mọi người trước khi mà chúng ta kết thúc cái đoạn livestream ngày hôm nay? Thì em muốn nhắn nhủ một điều thôi, đó là cái cơ hội Nu Skin thì bây giờ á, nếu các bạn bây giờ đang biết đến Nu Skin rồi thì các bạn đã nắm bắt một cơ hội quá là tuyệt vời luôn ạ. Và bên cạnh đấy các bạn được vào với đội nhóm DMS1B nữa thì không có cái gì tuyệt vời hơn đâu ạ. Mình đã có công cụ đúng không, có người thầy dẫn đường rồi, có công ty, có sản phẩm, có tất cả mọi thứ, chỉ cần mình nỗ lực hết sức thì chắc chắn các bạn thành công trong công việc này thôi. Đó là điều em muốn chia sẻ ạ. Rồi, cảm ơn em rất nhiều nhá. Cảm ơn em rất nhiều bạn em rất nhiều. Rồi, cảm ơn tất cả anh em trong buổi tối hôm nay chúng ta đã theo dõi cái livestream này, và hãy tag tất cả những người bạn của chúng ta để xem lại hết từ đầu đến cuối về cái đoạn livestream trong buổi tối hôm nay, và gửi đến cho từng người bạn để chúng ta được xem và theo dõi, và hãy trở thành người top GSP và Ruby Up trở lên để chúng ta được lên sóng và chúng ta chia sẻ được cái câu chuyện thành công cho tất cả mọi người. Và trong những ngày vừa rồi chúng ta xem thấy rất rõ ràng, đó là những cái gương thật, những con người thật và tạo ra kết quả thật, đúng không? Rồi ok, cảm ơn Phương Mai một lần nữa nha. Cảm ơn mọi người nhiều. Ok. Cảm ơn anh Linh nhiều. Buổi tối ngủ ngon nha. Rồi cảm ơn anh Linh, cảm ơn mọi người ạ. Em quên, em nói là em vẫn muốn nói một cái điều là cảm ơn anh Linh rất là nhiều đã cho em cơ hội để được nói ngày hôm nay, để được chia sẻ ngày hôm nay, với lại cảm ơn anh Linh đã đưa cho em đến một cái môi trường hết sức là tuyệt vời như thế ạ. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream. Cảm ơn em. Ok. Rồi, chào. Chúc ngủ ngon nhá. Xin cảm ơn tất cả anh chị em chúng ta đã xem đoạn video clip này. Và để chúng ta là người đầu tiên nhận những cái video kế tiếp thì chúng ta hãy bấm vào subscribe của kênh của Linh. Chúng ta hãy bấm vào subscribe ở dưới đoạn video clip. Và chúng ta hãy nhớ bấm vào nút chuông. Nhớ nhá, bấm vào nút chuông. Bởi vì khi chúng ta là bấm vào nút chuông thì mỗi lần mà Linh upload video lên thì chúng ta là người đầu tiên chúng ta nhận được cái video này. Và chúng ta hãy ủng hộ kênh bằng cách bấm vào subscribe và bấm vào nút chuông. Một lần nữa tôi muốn nhắc lại, đó là chúng ta bấm vào nút chuông. Bấm vào nút chuông để chúng ta là người đầu tiên nhận được video, những cái kiến thức chia sẻ về phát triển về bản thân, kiến thức về kinh doanh làm thế nào để chúng ta thành công và làm thế nào để chúng ta hạn chế những cái thất bại trong cuộc sống này. Và xin chào, hẹn gặp lại tất cả chúng ta. Hãy share video này để cho những người bạn của mình, để cho nhiều người bạn để chúng ta nhận được những video này. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả chúng ta ở những đoạn video kế tiếp.